Và cái thứ ba muốn đạt được điều này thì hàng ngày đồng đạo chuyên tâm niệm Phật. Nếu đồng đạo nào mà hàng ngày niệm Phật nhiều hoặc niệm chánh pháp nhiều thì tôi tin chắc rằng đồng đạo cũng rất thành tâm. Điều này tôi đã có trải nghiệm rồi. Còn nếu như hàng ngày chúng ta không niệm Phật mà chúng ta nghĩ tới danh, tới lợi, tới tình, tới chuyện làm ăn không, mà tới vô giờ cúng biểu thành tâm, không có đâu ra, không thành tâm được. Bởi hàng ngày cái tâm chúng ta nó đã quân tập những cái vấn đề phiền não trong cuộc đời này rồi. Những vấn đề trong công việc làm ăn, hơn thua, đấu đá với nhau, danh lợi với nhau, phiền não với nhau. Thì đương nhiên đến giờ cúng những cái hồi ức đó nó sống lại và nó giúp cho chúng ta tâm toán loạn, không thành tâm. Vì vậy cho nên cái thời cúng nó rất là quan trọng, nó đi đôi với khả năng hành đạo của mình. Nếu cái người nào có niệm Phật, người nào mà có tâm tốt, không phiền não, ít phiền não, thì cái người đó cúng rất thành tâm. Còn người nào còn quá nhiều phiền não, còn quá nhiều danh lợi thì người đó, tôi bảo đảm quý vị, không bao giờ thành tâm. Kính thưa đồng đạo, không có thành tâm được. Cho nên muốn nhắc lại đồng đạo hỏi tôi câu này đó, thì giờ này đồng đạo muốn cúng thành tâm, tâm không tán loạn, thì yếu tố thứ nhất, đồng đạo phải dẹp bỏ hết danh lợi tình. Hàng ngày đồng đạo phải học kinh sách Đức Thầy, hàng ngày đồng đạo phải niệm Phật thật nhiều, tâm đồng đạo phải vắng lặng, phải trong sạch, phải thanh tịnh, không có phiền não. Thì tôi tin chắc rằng khi vào giờ cúng đồng đạo sẽ rất là thành tâm, không bao giờ toán loạn. Nam mô A Di Đà Phật. Nghĩ việc đời xưa gặm việc nay, ai người truy kỷ ai là Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo. Kính thưa cụ ông, cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Trong buổi chia sẻ Phật pháp ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua một cái phương pháp tu hành trong cái phần giới lễ của đạo. Thì kính thưa chư quý vị, thì đây cũng là một cái chuyên đề mà từ xưa đến nay chúng tôi cũng trình bày khá nhiều lần ở trên các cái diễn đàn khác nhau. Tuy nhiên thì hôm nay được cái sự yêu cầu của quý đồng đạo xa gần muốn chúng tôi trình bày lại qua cái đề tài sự lễ bái của người tín đồ tại gia cư sĩ. Do đó thì hôm nay chúng tôi cũng dành cái thời gian vào giờ này để chúng ta cùng nhau chia sẻ lại qua cái đề tài cách thờ phượng và lễ bái của người tín đồ. Thì trong cái phương châm Đức Thầy ra đời mở đạo thì có đầy đủ bốn yếu tố để thành lập nên đạo Phật giáo Bảo Hảo chúng ta. Yếu tố đầu tiên đó là giáo chủ. Thì Đức Tôn Sư chúng ta là một vị kim sơn Phật, là giáo chủ của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Cái yếu tố tiếp theo với giáo chủ đó là giới lễ. Thì đây là yếu tố đứng thứ nhì, tức là một tôn giáo phải có một cái sự thờ phượng lễ bái, còn gọi là cái sự hành đạo hàng ngày đối với người tại gia cư sĩ. Và cái thứ ba nữa đó là cái vấn đề gọi là giới luật của đạo. Bởi vì khi một người tu hành, khi quy vào Tam Bảo mà không có giữ gìn giới luật thì xin thưa rằng đây cũng là một cái yếu tố mà không đủ điều kiện để chứng minh là cái người tu hành. Và cái cuối cùng là giới điều, còn gọi là giáo lý đó, thì tức là những cái phương châm hành đạo. Thì đây là bốn yếu tố quan trọng trong cái phương diện độ đời của Đức Thầy lập đạo. Thì giờ này nếu nói về cách cúng lại cũng như sự thờ phượng và lễ bái của người tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo thì quý vị đã phải nói rõ là đã nằm lòng rồi. Cho nên thì đặc biệt cái sự chia sẻ này chúng tôi sẽ dành cho những cái đồng đạo sơ cơ mới bước vào đạo, thì để chúng ta có nghiên cứu nhắc nhở với nhau để nhằm thực hiện cho đúng theo tôn chỉ giáo lý Đức Thầy. Thì quý vị thấy rằng dầu rằng đạo của mình là cùng một thầy, cùng một tôn chỉ, nhưng mà giờ này thì cái sự lễ bái luôn cả cái sự thờ phượng nó không đồng nhau, nó cũng có những cái nó gần như là không được thống nhất.
Thì điều này thì do cái căn cơ trình độ thì chúng ta không thể nào làm khác hơn được rồi. Tuy nhiên thì trong cái quá trình đi làm nhiệm vụ thì chúng tôi cũng cố gắng để chia sẻ những cái gì đó trong sự hiểu biết của mình theo lời Đức Thầy dạy, để nhằm chúng ta cố gắng đi cho đúng, dù rằng không thể nào như khuôn đúc được. Tuy nhiên thì mình cũng đừng có đi xa quá để lạc vào cái chỗ mê tín dị đoan, hoặc giả là có những cái điều dị biệt, để rồi chúng ta lại bị một cái sự, phải nói rõ là trách cứ của anh em trong đạo, và một cái sự, phải nói rõ là phê bình của những cái người bên ngoài. Như vậy thì trong đề tài này, những đồng đạo nào có nghe rồi và cũng đã có đang hành đạo thì tôi mong rằng quý vị cũng bỏ qua. Tuy nhiên những đồng đạo nào mới bước vào đạo, tức là bắt đầu cúng lại, hoặc giả hồi đó giờ chúng ta cũng chưa có hiểu rành được nẻo bước đường đi, thì quý vị cũng có thể tham khảo theo cái sự trình bày của chúng tôi. Thì trong cái chuyên đề cách thờ phượng lễ bái này thì chúng tôi sẽ chia làm 3 phần để đồng đạo tiện theo dõi. Cái phần thứ nhất là tại sao hôm nay chúng ta phải thờ phượng lễ bái. Cái điều thứ hai là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thờ phượng lễ bái những ai. Và cái điều thứ ba là cách thờ phượng lễ bái như thế nào. Thì chỉ 3 điều đó thôi, gọn thôi ha, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì theo cái truyền thống, tức là cách thứ nhất đó, tại sao ta phải thờ phượng lễ bái, thì yếu tố đầu tiên trong cái phần thứ nhất này là chúng ta theo cái truyền thống dân tộc. Thì đặc biệt dân tộc Việt Nam chúng ta là dân tộc Tín, có một cái sự tín ngưỡng về thần Phật, và nhất là chúng ta có một cái sự tín ngưỡng về cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ. Chính vì lý do đó cho nên cái nguồn gốc dân tộc Việt Nam chúng ta thì từ xưa đến giờ phải nói rõ đây là cái nguồn gốc gọi là hữu thần, tức là tin vào thần quyền, có sự thờ cúng rất rõ ràng. Mà thường năm, thường niên như vậy thì đến cái ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 thì đây có thể nói là một cái ngày lễ giỗ chung của cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ của chúng ta nói chung ở trong đất nước Việt Nam. Và hơn thế nữa thì mình cũng có một cái cửu quyền chung, đó là Lạc Long Quân và Âu Cơ, thì đây cũng là cha mẹ chung của tất cả mọi người dân trên đất nước Việt Nam và luôn cả những kiều bào ở các đất nước khác. Cho nên Đức Thầy cũng dạy là phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp đó. Tức là đây là những cái người đi xa rồi, xa xưa. Tuy nhiên đối với tinh thần dân tộc thì vẫn thờ phượng, vẫn tưởng nhớ, vẫn có lư hương, vẫn có nhang đèn, vẫn hương đăng nghi ngút lễ vọng cầu. Nhất là ở các cái đền thần, các cái miếu môn, các cái ngày lễ trọng về trong cái tính cấp quốc gia trong đất nước Việt Nam chúng ta, cũng như trong tinh thần tôn giáo. Vậy thì hôm nay tại sao tôi phải thờ cúng? Thì yếu tố đầu tiên chúng tôi muốn nói rằng đây là một tinh thần dân tộc. Bởi lẽ đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta là một nền đạo nội sinh, xuất phát từ lòng dân tộc, cho nên đương nhiên chúng ta phải thờ phượng lễ bái. Mà Ngài đã dạy rằng con người có tổ có tông, học hay chữ nghĩa, sao không phượng thờ, hiếu trung chuyển tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Thì rất rõ ràng rồi, đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, hôm nay thờ phượng là để chi? Tức để tri ân và sùng bái. Tri ân những cái vị hiền triết, tri ân những ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta, những vị anh hùng dân tộc đã có một cái công lớn, đã có một cái sự hy sinh vì mọi người, vì dân tộc, vì cái chủ quyền trên lãnh thổ đất nước Việt Nam chúng ta ở hình công chữ S. Thì quý vị biết rằng hôm nay sở dĩ mình được cái gian sang, cái bờ cõi, được cái sự yên bình, hạnh phúc để gây dựng một cái sự nghiệp như hiện tại thì không phải là đơn không mà có được, mà phải đổi lại một cái giá rất là đắt. Cái giá ấy là cái giá phải nói rõ là bằng cái tinh thần, cho nên không có một cái vật chất nào thay đổi được. Vì vậy cho nên hôm nay trong cái sự thờ phượng lễ bái này, mình nhằm để tri ân những anh hùng dân tộc, những tổ tiên, ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã hy sinh để giành lại cái chủ quyền độc lập đất nước Việt Nam chúng ta đến ngày giờ này. Và hơn thế nữa thì bên cạnh đó thờ phượng lễ bái để sùng bái, tức là học đòi mảnh gương sáng lạng để chúng ta làm theo. Tức là ngoài việc tri ân ra thì chúng ta còn học đòi, sùng bái là học đòi đó, để thực hiện theo các cái gương sáng của Ngài, để rồi chúng ta nguyện là những cái người nối tiếp những thế hệ ông cha về trước, để mình thực hiện đúng theo cái tinh thần quốc gia dân tộc
cũng như đúng theo tinh thần tôn giáo. Thì đây là chúng ta bàn ở hai khía cạnh. Và cái thứ ba nữa, tại sao ta phải thờ cúng? Thì hôm nay theo về tinh thần tôn giáo là Đức Thầy, thì chúng ta thờ cúng thì Đức Thầy đã xác định rằng để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Vậy thì hôm nay có thờ cúng thì mình mới quy y được Tam Bảo, mình mới đem năm vóc của mình để chúng ta hạ sát xuống, để chúng ta quy ngưỡng theo Phật Pháp Tăng, và đồng thời để chúng ta nhắc nhở rằng mình là cái người có một sự tín ngưỡng tôn giáo. Bởi vì bên cạnh cuộc sống đời thường thì chúng ta đã có một cái trách nhiệm gắn liền là cái người công dân đối đất nước, phải lo báo đáp cái ơn đất nước để thực hiện đúng theo cái pháp luật, cái quy phạm của pháp luật nhà nước trong cái tinh thần người công dân. Và hơn thế nữa thì khi chúng ta quy rồi thì sự lễ bái này hàm chứa để nhắc nhở chúng ta rằng hôm nay ngoài cái trách nhiệm người công dân ra thì chúng ta còn có một cái trách nhiệm là một tín đồ của Phật, của Thầy, là một cái người đã quy ngưỡng vào Phật Pháp Tăng, thì mình phải nhớ biết được rằng trách nhiệm, cái phận sự của mình phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm cái chân tánh của mình. Thì đó là cái ý thứ ba trong cái vấn đề tại sao ta phải thờ cúng. Và hôm nay khi hiểu được ba điều này rồi, nó có rất nhiều điều, tuy nhiên thì chúng tôi chỉ đưa ra ba cái điều này thôi để chúng ta thấy rõ là thứ nhất, hôm nay thờ phượng lễ bái là theo tinh thần dân tộc, bản sắc văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Cái thứ hai, để tri ân và học đòi theo cái mảnh gương sáng lạng của các vị tiền bối, các vị hy sinh vì quốc gia, vì dân tộc, vì lĩnh vực nghệ thuật, vân vân, văn chương vân vân. Và cái thứ ba nữa là hôm nay chúng ta thờ phượng lễ bái vì theo lời Đức Thầy, để nhằm nhắc nhở lại cái phận sự, cái nhiệm vụ của chúng ta cần phải làm gì ở trong kiếp sống loài người này. Thì đó là ba yếu tố chính mà tại sao ta phải thờ cúng. Và cái thứ hai nữa, đã là người tín đồ Phật giáo hòa hảo rồi thì hôm nay chúng ta thờ cúng những ai? Bởi vì quý vị biết rằng theo một cái sự tín ngưỡng nhân gian trong cái cuộc sống xã hội thì chúng ta biết rằng đây là một cái sự vật gọi là muôn màu muôn vẻ mà. Khi đạo Phật giáo hòa hảo chưa ra đời thì mọi người dân đều có một cái cách thờ phượng riêng biệt theo cái vùng miền, theo một cái tập quán, còn gọi là theo một cái sự tín ngưỡng nhân gian. Do đó thì đây là một cái sự gọi là tín ngưỡng tự do. Tuy nhiên thì hôm nay khi mà quy ngưỡng vào tôn giáo thì phải có một cái khung. Cái khung khổ ấy là giới lễ của đạo như chúng tôi vừa nói, và giới lễ ấy được Đức Thầy chúng ta là giáo chủ của đạo truyền khai lại để cho người tín đồ noi theo đó. Như vậy thì khi chưa tu thì chúng ta thờ cúng ai cũng được cả. Bởi vì nói gọn là đây là cái sự tín ngưỡng nhân gian. Mình thấy ông thần nào, mình nghe nói người nào, linh nghiệm gì đó, theo một sự truyền khẩu với nhau thì chúng ta thờ phượng, thì đó là cái điều tín ngưỡng nhân gian. Còn tín ngưỡng tôn giáo phải theo một cái hệ thống giáo hội, theo một sự truyền dạy của Thầy, của Phật, của một cái vị giáo chủ, tức là đứng trên hết, hướng dẫn thế nào thì mình thực hiện theo thế đó. Như vậy thì giờ này Đức Thầy dạy chúng ta thờ cúng những ai? Thầy dạy là chỉ thờ lại Đức Phật nè, tổ tiên ông bà cha mẹ lúc còn sống và những vị anh hùng cứu quốc. Thì như vậy thì qua một cái khái niệm này thì chúng ta biết rằng Đức Thầy chỉ dạy chúng ta thờ ai? Thứ nhất Đức Phật, thứ hai là tổ tiên ông bà cha mẹ gọi là cửu quyền, và thứ ba là các vị anh hùng cứu quốc. Thì chúng ta chỉ thờ ba cái nhóm này thôi. Từ khái niệm này muốn nói rõ chúng ta chỉ thờ ba nhóm này thôi. Còn những cái vấn đề khác có liên quan thì ở đây chúng ta miễn. Như vậy thì ba nhóm này được đặt để vấn đề thờ phượng ở hai vị trí. Một là vị trí tại nhà. Vậy thì tại nhà chúng ta chỉ được thờ phượng Đức Phật, còn gọi là Tam Bảo, và tổ tiên ông bà cha mẹ gọi là cửu quyền thất tổ. Và cái thứ hai là những vị anh hùng cứu quốc. Thì ở đây Đức Thầy dạy đây á thì dạy chung. Tuy nhiên thì sau ngày lập đạo Đức Thầy đã hướng dẫn rất rõ rồi bằng hành động thực tế. Thì những vị anh hùng cứu quốc thì được Đức Thầy triển khai chúng ta thờ phượng ở các miếu môn, ở các đền thần, hoặc giả là ở các chùa chiền, chứ không phải chúng ta thờ tại nhà. Bởi lẽ ngày giờ này chúng tôi thấy cũng có thỉnh thoảng có những vài nhà đồng đạo chúng ta ở những cái vùng sâu ấy. Thì theo tôi nghĩ rằng chắc đây cũng là do một cái sự phải nói rõ là gần như nghe lời của ai đó. Cho nên cũng có một số đồng đạo chúng ta ở vùng sâu đó thì lập thêm một cái bàn thờ, ví dụ như thờ Tổ quốc, rồi lập thêm một cái bàn thờ đó là thờ Quan Thượng chẳng hạn ở tại nhà mình. Thì vấn đề này thì không sai, nếu thờ tốt, tuy nhiên chúng ta làm như vậy thì nó dư. Bởi vì thờ Tổ quốc, thờ các vị anh hùng dân tộc, thờ Quan Thượng thì đã có đền thờ hết rồi. Và đặc biệt thì được ở, thí dụ những người nào mà được gọi là trong tinh thần dân tộc có công lớn đó,
thì được các cấp chính quyền hoặc được nhân gian thờ phượng theo các cái đền thờ cá nhân từng vị đó, thì như đền thờ của Nguyễn Hữu Cảnh, đền thờ của Quan Thượng Đẳng, vân vân, hoặc là đền thờ của các vị khác. Còn bên cạnh đó, những người mà vô danh, những người mà gần như không ai biết đến danh tánh, thì các vị anh hùng dân tộc này cũng được thờ, mà thờ ở đình thần, ở miếu môn hoặc là ở các chùa chiền. Cho nên quý vị biết rằng dân tộc Việt Nam chúng ta là dân tộc gọi là thần Phật, như chúng tôi vừa nói. Vì vậy cho nên gần như là ở các cái làng xã ngày xưa thì ông cha ta cũng đã lập một cái gọi là một cái đình thần. Thì đình thần này để thờ ai? Thì thiên thưa để thờ như anh hùng dân tộc, những cái người có công lớn hy sinh cho tổ quốc để giành lại sự an bình. Do đó cho nên giờ này đồng đạo phải nhận định đúng, chúng ta tránh cái trường hợp ngộ nhận. Vì vậy cho nên vào đàng thầy dạy thờ Đức Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ và các vị anh hùng cứu quốc, nhưng mà cái vị trí nó khác nhau. Ở tại nhà thì thờ Đức Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, còn ở là các cái đình thần miếu môn thì chúng ta trang trí thờ các anh hùng cứu quốc. Như vậy thì bên cạnh đó, ngoài những cái danh sách, ngoài những cái khái niệm mà thầy dạy, thì còn thêm các khái niệm khác. Thí dụ như thờ ông Độ Mạng, thờ mẹ sanh mẹ độ, thờ bậc cửu thiên quyền nữ, thờ là riêng cái bàn thờ nhỏ để hình Đức Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi thờ ông Địa Thần Tài, thờ ông Táo, thờ ông tức là ông Chuồng Bà Chuồng, vân vân. Thì những vấn đề này là những vấn đề chúng ta phải suy nghĩ. Thì phải suy nghĩ lại cái nào Đức Thầy dạy thì chúng ta thực hiện theo, bởi vì mình là tín đồ Đức Thầy. Còn cái nào mà Thầy dạy là không nên thờ thì chúng ta cũng không cần thiết. Thì bây giờ đến cái phần thứ ba, tức là cách thờ phượng như thế nào, thì chúng tôi sẽ nói rõ vấn đề này. Thì như vậy thì đến cái phần thứ ba này, yếu tố đầu tiên là chúng ta trình bày cách thờ trước, rồi tiếp theo chúng ta sẽ trình bày cách cúng lại, cách cúng phân làm hai ha. Tức là trong cái phần ba lớn này mình có hai cái nhỏ, thì cái nhất là cách thờ. Vậy thì nếu nói về cách thờ thì người tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo thầy dạy thứ nhất là thờ ba ngôi. Nếu như chúng ta có điều kiện đầy đủ thì chúng ta thờ ba ngôi. Còn cái thứ hai nữa, những người nào có điều kiện, không có điều kiện thờ ba ngôi, nhà chật nhỏ hẹp quá thì chúng ta thờ một ngôi. Nhưng đồng đạo đã nhớ rằng một ngôi này là một ngôi bằng thông thiên nha, chứ không phải mà nói nhà tôi chật quá tôi thờ một ngôi bằng cửu quyền, một ngôi bằng Phật, không được. Ở đây Đức Thầy đơn giản, nhưng mà đơn giản phải nói là có chủ đích. Thầy giải rất rõ, nếu nhà chật không đủ điều kiện thờ ba ngôi thì chúng ta thờ một ngôi là bằng thông thiên. Đặc biệt á, này đặc biệt nha đồng đạo. Và cái thứ ba nữa là gì? Nếu người nào không có nhà, đó là không có điều kiện để thờ luôn, hoặc là sống chung đạo người khác, không cùng đạo với mình, thì Đức Thầy vẫn châm chế cho chúng ta không thờ. Nhưng mà Đức Thầy không châm chế chúng ta cúng nha. Có nghĩa là dầu thờ ba ngôi, dầu thờ một ngôi, dầu không thờ, nhưng đồng đạo chúng ta phải cúng. Phải cúng. Thì đấy là chúng tôi nói về cái khái niệm chung của cách thờ. Cho nên bây giờ nếu chúng ta cứ nói thờ ba ngôi, bây giờ nhà tôi nhỏ hẹp quá, không có thờ được ba ngôi được thì sao? Thì đồng đạo cũng rất là hoang mang. Thì đây chúng tôi nói như vậy theo là Đức Thầy, bởi vì đây Đức Thầy mở mà. Chỉ cần chúng ta có tín ngưỡng là được rồi. Có thờ phượng, đỡ không thờ. Có cúng lại, đỡ cúng lại. Có niệm Phật, đỡ không niệm Phật. Hay gì? Đây là mình nói một cái góc độ phải nói rõ là thấp nhất thôi. Tuy nhiên cái lộ trình mà chúng ta đang đi là lộ trình giải thoát. Còn cái trường hợp mà thấp nhất chúng ta bàn ở một góc độ phải nói rõ là tích cực, ở một mức độ là gần như là phải nói rõ là mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay đó, thì vấn đề này thì nó thấp rồi. Thì mình chỉ nói chung là mình nói vậy để cho các đồng đạo nào mà mới bắt đầu tu đó, thì người ta có một cái gì đó để người ta bước vào đạo mình, rồi từ từ sẽ có được một cái sự trao sửa rồi tự phát triển đó. Như vậy thì ở đây chủ yếu là chúng ta trình bày ba ngôi thờ người có đủ điều kiện, tức là đa phần những cái vấn đề mà thờ một ngôi hoặc là sống chung đạo thì chỉ là phải nói rõ là tiểu số thôi, rất ít. Còn đa phần, tức là phần đông đó, phần đông đồng đạo chúng ta thì phải nói rõ là chúng ta thờ ba ngôi. Như vậy thì người tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo khi thờ ba ngôi thì ngôi đầu tiên là bàn thờ cửu quyền. Đồng đạo nhớ một điều, đừng đặt ở giữa nhà nghe, bởi vì tôi thấy cũng có nhiều nhà đồng đạo chúng ta bàn thờ cửu quyền đặt một bên. Do vậy cho nên một bên này á, thì theo tôi nghĩ rằng nhiều khi chủ nhà cái vị đồng đạo mình không cố ý, nhưng mà đây là do kiến trúc thôi. Những cái căn nhà 5 căn, những cái căn nhà máy Mỹ nhỏ gọn ở địa phương thì đa phần được đặt ở giữa nhà. Còn nhiều khi những cái căn nhà đúc, những cái biệt thự lớn đó thì ảnh hưởng nhiều khi do cái bản vẽ
Rồi cũng có những cái trường hợp là bàn thờ của quyền đặt một bên. Như vậy thì nếu đặt một bên này mà một bên này gọi là phòng thờ đó, thí dụ người ta cắt một cái nhà biệt thự lớn có nhiều phòng, trong đó ta đặt riêng một cái phòng thờ, thì cái phòng thờ này đó, thì cái bàn thờ đặt giữa nhà thì đúng, bởi vì có cái phòng thờ. Còn nếu không có một cái phòng thờ, giả sử một cái phòng khách và phòng thờ chung với nhau, lớn nhau á, mà chúng ta đặt cái bàn thờ của quyền đó, nó một bên, bên kia là nó cản một cái thẩm mỹ gì đó, thì đây là một điều chúng ta suy nghĩ lại. Cho nên hôm nay muốn nói điều này để làm chi, quý đồng đạo nào có đúc nhà đó, thì khi mà chúng ta nhờ kiến trúc sư vẽ cái bản vẽ đó, hoặc giả là ông thầu đó, thì mình cũng phải tâm sự trước. Tôi là người tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nếu như ông mà không có nhà mình, không có phòng thờ, thì ông tính làm sao mà tôi đặt cái vị trí thờ phượng giữa nhà? Bởi vì đặng cho nó song song bàn thông thiên. Bàn thông thiên chúng ta là chính giữa rồi. Vậy thì cái bàn thờ chúng ta ở trong và bàn thông thiên nó phải song song với nhau. Trong ngoài ngó với nhau vậy nè. Thì nhìn thứ nhất là nó thể hiện một sự trân trọng. Và thứ hai về cái cảnh vấn đề mỹ quan rất đẹp. Chứ nếu đồng đạo thờ bàn thờ một bên, của quyền bên rồi bàn thông thiên đặt một bên, thì chúng ta thấy nó không đẹp. Tự nhiên sao nó chéo ngoe vậy? Thì đây là chúng tôi cũng muốn nói như vậy. Và thường thường cái độ cao bàn thờ ông bà thì thường thường thì ở cái phần thanh, tức là từ cái yếm tâm chúng ta đổ lên gọi là phần thanh, và từ cái bụng chúng ta trở xuống nó gọi là phần trượt. Thì phần thanh này tùy theo người lùn người cao thì tương đối tầm khoảng 1,05 m đến 1,02 m, tức là dao động cỡ 1,5 t đó, tức là 15 cm. Chúng ta dao động khoảng đó đó. Nếu đồng đạo mà thờ thấp quá 9 tấc, 1 m rồi 8 tấc rồi thì nó quá thấp đi, nó rơi phần trượt, nó thiếu đi sự trân trọng. Cho nên thì thí dụ như có tiền thì mình mua cái tủ, còn không thì chúng ta làm một cái miếng ván hoặc là miếng gạch hoặc giả là miếng kiến gì đó, tức là làm sao mà cái khuôn thờ mình nó vừa để chúng ta có thể để mâm cơm cúng đó trong những ngày hàng ngày, hoặc giả là trong những ngày lễ kỷ niệm, hoặc giả là trong những ngày Tết rồi đó, mình để được mâm cơm. Và phải độ cao phải tương đối từ 1,05 m cho đến 1,02 m, thì đó là chúng tôi muốn nói về cái vị trí thờ. Còn bề ngang thì tầm 1 m, 1,2 m, 1,3 m đó, tùy theo nhà lớn nhỏ. Và đặc biệt thì trên cái bàn thờ của quyền thì yếu tố đầu tiên là một lư hương. Đồng đạo nhớ là ba ngôi thờ chúng ta là mỗi bàn thờ vậy chỉ một lư hương thôi. Cho nên vấn đề này lại là một vấn đề mà đồng đạo chúng ta lại có những cái nó không giống nhau. Bởi vì cũng có người hiện giờ trong nhà thờ hai ba lư hương. Ví dụ như chồng tôi vừa mất, vợ tôi vừa mất thì tôi thương bà quá. Sau khi mãn tang, 100 mãn tang rồi tôi không nỡ nào để riêng một bên. Tức là không thể nào không nỡ nào mà để chung với nhau một lư hương rồi để riêng ra. Hoặc giả có người phân biệt là cái lư hương này của ông nội tôi. Còn giờ ba tôi mất rồi, nếu mà để chung vậy nó lỗi. Rồi để thêm lư hương ở phía trước nữa, đây là của ba tôi, thì điều này chúng ta càng lỗi. Bởi vì nếu mình để nhiều lư hương là chúng ta càng thiếu với đồng đạo. Thí dụ bây giờ mình nói lư hương này là ông nội tôi, lư hương này là của cha mẹ tôi, cái kia là ông nội bà nội. Ở đây là cha mẹ, vậy ông cố bà cố đâu? Ông sơ bà sơ đâu? Ông ngoại bà ngoại đâu? Ông cố ngoại bà cố ngoại đâu? Cuối cùng lại chúng ta thờ càng nhiều lư hương mà càng thiếu. Bởi vì đồng đạo nhớ rằng không bao giờ trên bàn thờ mà chúng ta thờ hết được của quyền thất tổ ông bà cha mẹ vô lượng kiếp được. Vì vậy thầy mới đơn giản quá, chúng ta chỉ thờ một cái lư hương nhưng mà trong đó thì gồm đủ. Cho nên khi ông bà cha mẹ mình mà có qua đời đó thì chúng ta thờ cái bàn vong một bên là tưởng nhớ sự vong sự tồn. Và sau khi chúng ta làm lễ mãn tang xong thì mình thỉnh ba cộng chân hương vào cái bàn thờ của quyền để ở chung với của quyền. Thứ nhất là thể một hiện một sự đoàn kết cho ông bà cha mẹ ở chung một chỗ, không có sự tách rời. Và cái thứ hai, như vậy thì mới đủ cái gì, mới đủ Đức Thầy dạy một mà đủ. Còn nếu chúng ta không hiểu là mình thờ thêm là hai ba lư hương vậy nó thiếu cái gì, nó thiếu ha. Thì đấy là chúng tôi muốn nói gọn như vậy. Và bên cạnh đó song song sát vách thì thường thì để cho có sự trang trí thì có một cái tấm liễn của quyền thất tổ. Thì đồng đạo nó nhớ rằng nếu nhà chúng ta nghèo không có khả năng sắm mua tấm liễn này được thì không có cũng được. Đây là vấn đề phụ thôi. Vấn đề chính yếu là cúng lại và trang nghiêm. Còn đây vấn đề phụ. Và nếu như mà chúng ta có mua được liễn để thì phải liễn đúng cái tấm liễn là của quyền thất tổ. Chứ không phải chúng ta mua ra chợ mua tấm liễn cái có cái hình sông núi nước non hữu tình, rồi có cái tấm liễn là hình cái nguyên dĩa trái cây ngũ quả để ngay bàn thờ vậy, thì xin thưa theo tôi nghĩ không nên. Bởi vì trước đây khi chưa tín ngưỡng tôn giáo đó thì ông cha ta thường mua những cái tấm liễn về sông núi hữu tình, về cảnh đẹp, cảnh mục đồng, cảnh thôn quê, hoặc là chữ phúc, hoặc là bá phúc, hoặc là đàn dơi. Còn ngay giờ này chúng ta tu rồi thì theo tôi nghĩ rằng mình nên thờ cái tấm tranh với bốn chữ của quyền thất tổ được rồi. Thí dụ như có kèm thêm vài câu giảng Đức Thầy theo cái nội dung thờ phượng đó. Thí dụ như ráng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Thí dụ như là
Tưởng nhớ Phật ăn cơm bữa, vọng của quyền sớm tối mới màu. Thí dụ như là thất tổ của quyền nó chín suối, những mong hộ tấn biết tâm trai gì đó, vân vân. Thì có thể chúng ta lựa các câu giảng nào đó, hoặc là đầu cuối lại của quyền thất tổ, ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành đó, thì có thể mình lựa những câu giảng nó hợp với chỗ thờ cúng đó, chúng ta cũng trang trí thêm ở trong cái chữ, cái bàn, tức là cái tấm liễn của quyền thất tổ. Và một cái điều tiếp theo nữa đó, thì theo tôi nghĩ rằng cái tấm liễn này đó, đồng đạo nên vẽ chữ Việt. Nếu như đồng đạo nào nhà mà thờ cái liễn cũ để chữ Nho của quyền thất tổ thì cũng được. Còn nếu như giờ này mà chúng ta tôn tạo tấm mới đó thì nên để chữ Việt. Là tôi nói về chữ của quyền thất tổ phải là chữ Việt nha. Để chữ Nho cũng được. Nhưng mà đặc biệt hai câu giảng thầy hai bên là chữ Việt rồi, không để chữ Nho được rồi, đây là chữ quốc ngữ rồi. Cho nên hôm nay đất nước Việt Nam chúng ta đã thoát ách nô lệ của giặc Trung Quốc rồi, giặc Tàu rồi. À, nó đô hộ mình trên ngàn năm mà, cho nên mình cũng chịu ảnh hưởng cái nền văn hóa của chúng. Vậy thì giờ này đất nước Việt Nam chúng ta có chữ quốc ngữ. Chữ quốc ngữ là một cái nét chữ, phải nói rõ, tượng trưng cho tinh thần quốc gia dân tộc. Cho nên Đức Thầy ra đời, Đức Thầy viết sấm giảng chữ quốc ngữ, Thầy viết chữ Nho nào đâu. Tức là dầu rằng Thầy viết những cái bài thi Nho, âm chữ Hán, nhưng mà chữ vẫn là chữ quốc ngữ. Vì vậy cho nên theo tôi nghĩ đó, những đồng đạo nào có tấm của quyền trước đây đó, thì để bốn chữ quyền thất tổ thì trước đây cũng được. Còn giờ này mà chúng ta có tôn tạo thêm cái mới đó, theo tôi nghĩ rằng chúng ta nên để chữ Việt quý vị. Đây là theo ý kiến riêng của tôi, bởi vì mình là dân tộc Việt Nam mà, Đức Thầy viết sấm giảng bằng chữ Việt ha, cho nên chúng ta cũng để như vậy. Thì đấy là nói về cái cách thờ của cái bàn thờ của quyền. Và hơn thế nữa, thí dụ chúng ta còn thờ thêm bà mẹ sanh, bà mẹ độ gì đó, thì vấn đề này chúng ta nó bị dư. Bị dư không dám nói sai mà bị dư. Vì bị dư này cho nên đồng đạo nào có thờ mẹ sanh mẹ độ thì tôi mong rằng quý vị nên thỉnh quý bà ở chung với của quyền. Bởi vì bà mẹ sanh, bà mẹ độ, bà tổ cô, bà này của quyền mà. Thì như vậy thì chúng ta lựa cái ngày rằm, ngày 30 nào đó, ngày tốt đó, thì có thể mình mua một dĩa trái cây, rồi chúng ta làm một cái lễ, mình cũng cúng nguyện theo ý của mình thôi. Thì hôm nay là cái ngày rằm chẳng hạn vậy, thì cũng kính trình bà tổ cô, bà mẹ sanh, thì nhờ mấy bà cũng thông cảm giùm. Bởi vì trước đây con không có hiểu, cho nên con không biết, con thờ mấy bà riêng một bên như vậy, rất là phải nói rõ là không có một cái sự kính trọng. Thì giờ này con hiểu mấy bà là những người nằm trong của quyền thất tổ rồi, cho nên mấy bà cảm phiền cho con, quan hỷ cho con, thỉnh mấy bà vào ở chung của quyền thất tổ. Thì vậy là xong. Khi chúng ta giá như là xong. Và hơn thế nữa, ngày giờ này con đã quy theo đạo Phật giáo Hòa Hảo rồi, Đức Thầy con dạy chỉ thờ ba ngôi thôi, do đó thì con cũng kinh cung thỉnh mấy bà ở chung của quyền thất tổ. Và sau đó thì con cũng được xin được dẹp cái bàn thờ của mấy bà, bàn thờ phụ bên kia. Tức là chính, mà thời chính ở quyền thất tổ mới là chính đó. Tại vì chúng ta không hiểu, chúng ta phân tách ra. Cho nên nếu nói về vấn đề bà mẹ sanh, mẹ độ, bà tổ cô gì, thì nói chung ra mấy bà này buồn mình lắm. Mấy bà là những cái người phải nói rõ nằm trong của quyền mà, phải không? Mà chúng ta lại tách rời mấy bà ra mà lại thờ không được trang nghiêm nữa. Có người để trên đầu tủ, có người để cái bàn nhỏ xíu như nè. Nó thể hiện một sự không tôn trọng. Thì khi chúng ta làm cái lễ đó xong rồi thì mình thỉnh ba cộng chân hương. Khi nhang tàn đó, chúng ta thỉnh ba cộng cho hương qua, chúng ta cắm bên bàn thờ của quyền xong rồi chúng ta dẹp bên kia thì xong, có gì đâu. Đó, rất dễ dàng. Chúng ta phải có một cái niềm tin mãnh liệt, chứ đồng đạo đừng có sợ rằng tôi đau ốm mà thầy coi phải thờ mẹ sanh tôi mẹ độ, không thờ nếu mà bắt tôi đau ốm hoài, rồi giờ này ông kêu tôi dẹp vô đây rồi thỉnh vô của quyền tôi đau ốm nữa hay sao. Thì chúng ta nếu như vậy là mình quá mê tín rồi, không chấp nhận được. Tín đồ Đức Thầy là phải là cái người chánh tín. Những cái điều mà ông thầy mẹ sanh mẹ độ, ông thầy bà cô coi chúng ta bị mẹ sanh mẹ độ bắt quở đó, thì đây là điều mê tín. Thật ra mẹ sanh mẹ độ thương mình không hết, cho làm gì mà bắt quở mình, cho mình nóng đầu, mình đau ốm bệnh hoạn. Những cái chuyện đau ốm bệnh hoạn của chúng ta ngày giờ này là hoàn toàn do nghiệp, do nghiệp quả trong tinh thần nhân quả thôi, không phải ông bà nó bắt mình đâu nha. Cho nên chính vì vậy mình phải có một chánh kiến, phải có một cái sự hết sức là chánh tín, chúng ta đừng mê tín. À, thì đó là nói ở cái bàn thờ của quyền thất tổ. Và đồng đạo nó nhớ rằng cao hơn bàn thờ quyền thất tổ là bàn Phật. Cái độ cao này không quy định là bao nhiêu, miễn sao mà chúng ta thấy đẹp tiện trong nhà được rồi. Có thể có đồng đạo cao hơn 4 tấc, 5 tấc, 1 mét, 2 mét, 3 mét gì đó là tùy nghi, nhưng mà phải cao hơn bàn thờ của quyền. Có thể chúng ta cắm hương làm sao đó mà chúng ta cảm nhìn được về cái ánh mắt mình nhìn, mình thấy cho nó thẩm mỹ đó, thì theo tôi thấy rằng vậy là được rồi. Chứ thật ra Phật cũng không có cần phải nói rõ đòi hỏi nhiều lắm đồng đạo ạ. Và đặc biệt thì khi mà chúng ta thờ cái bàn thờ Phật, còn gọi là ngôi Tam Bảo, thì phải ngay giữa nhà giống như bàn thờ của quyền và cao hơn bàn thờ của quyền. Thì nếu như trước đây thì theo ông bà chúng ta ở những cái căn nhà 5 căn đó,
tức là rất là cao, cho nên thường thường thì bàn thờ Phật để trên cao lắm, phải bắt một cái thang 3m, 2m5 mới lên cấm hương được. Còn ngay giờ này thì đồng đạo chúng ta đã giảng dị rồi, bởi vì cao quá mà chúng ta leo cấm hương nguy hiểm lắm, cho nên cũng có một số đồng đạo chúng ta về thấp xuống. Thì theo tôi nghĩ rằng cách này cũng tốt, tức là làm sao mà cho cái bàn thờ của quyền chúng ta đó, phải bàn thờ Phật đó, phải lúc nào cũng sạch sẽ, bông nước chỉnh tề, quét dọn sạch sẽ là được rồi. Nếu mà chúng ta, mình nói mình kính trọng, mình thờ trên nóc nhà cho đó, mà chúng ta không có lau dọn quét gì trơn, rồi bụi bám nhện văn gì thì không nên. Thà chúng ta thờ thấp, khoảng chừng 1m5, 2m gì đó, mà chúng ta hàng ngày mình lễ bái, rồi luôn luôn bên cạnh đó chúng ta lau dọn sạch sẽ, thì tôi thấy rằng nó hay hơn. Hay hơn, đây là ý kiến riêng của tôi thôi. Còn đồng đạo thì tùy nghi gia đình của mình ha. Và đồng đạo nó nhớ rằng trên cái bàn thờ Phật, ngôi Tam Bảo này, chúng ta duy nhất chỉ để một cái tấm trần già thôi, tức là một khuôn trần màu già. Trước đây thì ông cha ta do cái thời buổi trước thì không có kiến nè, cũng không có đủ cái vật dụng, cho nên ông cha ta thì thường lấy một cái miếng vải màu nâu đó thì treo ở phía sau lưng cái, tức là làm một cái tấm phong của cái tấm của cái bàn thờ Tam Bảo, tức là bàn Phật. Thì đây là do trước đây. Còn giờ này chúng ta cũng phải tôn trọng một chút, tức là mình cũng có thể là chúng ta dùng kiến để mình sơn cái nước sơn màu già. À, để chúng ta là phải nói rõ là mình trang trí cho nó đẹp thêm một cái khung, ví dụ như khung gỗ, khung nhôm gì đó chẳng hạn. Nhưng mà chỉ trừ một điều thì trong tấm trần già này không có hình ảnh nha, cũng không có chữ Nam Mô A Di Đà Phật luôn. Bởi vì tôi thấy rằng cũng có nhiều đồng đạo chúng ta rồi ham bông sen lắm, rồi gặp người ta ngoài đường ta bán tấm trần già có hình bông sen á, rồi chúng ta lại mua thỉnh đem về chúng ta để lên ngôi thờ. Rồi cũng có nhiều đồng đạo chúng ta lại thích Nam Mô A Di Đà Phật rồi vẽ luôn trong ngôi Tam Bảo. Thì điều này là vấn đề chúng ta suy nghĩ lại. Bởi vì nếu chúng ta có trọng Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta có thể làm một khung riêng. Khung riêng mình để riêng cũng được, chứ không có được để chung trong cái tấm trần già. Tấm trần già là một tấm trần một cái màu già theo lời Đức Thầy dạy. Bởi vì trước đây đó, thì sau khi năm 1139 Đức Thầy đã rời Mở Đạo năm Kỷ Mão đó, thì Đức Thầy dạy là trần đều. Vì vậy cho nên trong tôn chỉ Đức Thầy, trong sấm giảng quyển 3 Thầy dạy là ngôi Tam Bảo hải thờ trần đỏ, trong quyển nhì đó, tạo làm chi những cốt quý hình đó, thì Đức Thầy có giải rất rõ. Và đến khi năm 1145 ở quyển 6 Thầy mới viết lại cái bài cách thờ phượng, cách cúng lại và sự thờ phượng người tín đồ tại gia cư sĩ đó, thì Thầy mới đổi lại từ cái màu trần đều màu đỏ đó thành là màu già. Mà Thầy rất rõ là từ trước ta thờ trần đều là di tích của Đức Phật Thầy Thế An để lại, nhưng gần đây có nhiều kẻ thờ trần đều cũng tự xưng cùng tông phái chúng ta, nên toàn thể trong đạo đổi lại màu già. Màu ấy là tiêu biểu cho một cái sự thoát tục và tượng trưng cho tinh thần vô thượng của nhà Phật. Vậy thì Đức Thầy đã chủ trương đổi là màu già, cho nên từ năm 1945, từ khi quyển Tôn Chỉ Hành Đạo ra đời, thì gần như tấm trần đều trên ngôi Tam Bảo chúng ta đổi là màu già. Và Đức Thầy cho biết rằng màu già này nó tượng trưng cho một cái sự hòa hợp của nhân loại, tượng trưng cho một cái sự thoát tục, và đặc biệt thì tượng trưng cho tinh thần vô thượng của nhà Phật. Cái màu già có đầy đủ hết. Còn nếu như giờ này chúng ta thờ tượng, thờ cốt, thờ hình ảnh, thì giả sử chúng ta có được tượng Phật này nhưng vẫn thiếu tượng Phật kia, có bao giờ ngôi Tam Bảo một chùa mà thờ được tất cả 10 phương Phật không đồng đạo? Xin thưa là không. Trừ trường hợp chúng ta chỉ có trường hợp Thầy dạy chúng ta thờ tấm trần già, thì đây là biểu tượng cho 10 phương Phật, 10 phương Pháp, 10 phương Tăng, tức là màu già nó có đủ hết. Còn trường hợp người nào mà có tượng cốt Phật trong nhà thì để vậy cũng được. Có nghĩa là nếu như khi chưa tu mình đã có thỉnh cái tượng cốt trong nhà, mình có thờ Phật rồi, thì Đức Thầy dạy chúng ta để yên vậy, mình chỉ bổ sung thêm tấm trần già phía sau lưng thôi, tượng Phật y phía trước. Nhưng có một điều là chúng ta không tạo thêm nữa, chứ không phải hồi đó thì không có. Có nhiều đồng đạo hồi lúc đó thì không có, nhưng mà tu lâu rồi, cái 5 năm, 10 năm, cái quên tôn chỉ Đức Thầy dạy làm sao. À, cho nên khi đến chùa gặp tượng Phật đẹp quá, thỉnh tượng Phật về để ngôi Tam Bảo, như vậy là nó sai. Bởi vì tượng Phật có khi chúng ta chưa tu, còn khi chúng ta tu rồi, hiểu tinh thần vô vi của nhà Phật Thầy dạy rồi thì không nên có tượng Phật. Lưu ý ha. Và hơn thế nữa thì bên cạnh tượng Phật gọi là tượng cốt, tức là tượng bằng xi măng, tượng bằng ngọc, tượng mà phải nói rõ, mình nói chung là tượng bằng đồng gì đó, bằng vàng chẳng hạn, thì cái đó Đức Thầy dạy chúng ta là để trên bàn thờ bàn Phật cũng tôi cũng được. Nhưng đặc biệt hình tượng bằng giấy, tức là những hình ảnh Đức Phật bằng giấy đó, thì Đức Thầy dạy phải đốt đi. Phải đốt đi, cái này không chừa được bây giờ. Tại sao đốt? Bởi vì hình tượng bằng giấy thì thời gian nó sẽ bị, phải nói rõ là nó bị hư, bị hoại. Mà nếu chúng ta không đốt thì nhiều khi ông Phật mà hình lem lố ố quá coi đâu có được, nó tội lỗi. Và hơn nữa Đức Thầy dạy chỗ này là hình tượng bằng giấy,
Thì khi nói đến đây có nhiều đồng đạo lại thắc mắc thêm là tại sao hình thầy mình bằng giấy mà thầy dạy chừa lại, mà lại hình Phật bằng giấy thì đốt đi. Thì xin thưa rằng nó khác là đồng đạo ạ. Bởi vì hình thầy là hình giấy, nhưng mà hình thầy là hình thật. Đức thầy là người thật, một nhân vật lịch sử. Đức thầy đứng cho nhiếp ảnh chụp hình là người thật bằng giấy. Còn hình mà chúng ta chụp lại từ tượng của các vị Phật, Đức thầy dùng là hình tượng bằng giấy. Cái chữ hình tượng, cái ý mà hình tượng bằng giấy mà thầy dùng ở đây nó có hai ý. Ý thứ nhất là chúng ta chụp hình này từ tượng, chứ có ai chụp hình ông Phật thật ông ngồi mình chụp hình không? Nếu ông Phật thật ông ngồi chụp hình giống như thầy ngồi chụp hình thì Đức thầy đâu có kêu chúng ta đốt. Đa phần chúng ta chụp hình từ tượng, gọi là hình tượng. Ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái bức tượng mà của Đức Phật mà chúng ta đặt tên nè, chưa chắc hẳn giống ông Phật. Mà nói chung không phải là chưa chắc hẳn, khẳng định là không giống ông Phật. Bởi vì thật ra đâu ai thấy ông Phật làm sao đâu. Các cái nhà họa sĩ, các nhà điêu khắc, họ chỉ dựa vào 80 vẻ đẹp, 32 tướng hảo rồi họ phát họa hình ảnh Đức Phật thôi. Thật ra các vị Đức Phật đâu giống nhau. Đồng đạo thấy Đức Phật Thích Ca của Việt Nam và Đức Phật Thích Ca của Thái Lan, Đức Phật Thích Ca của Campuchia nó khác nhau rất là xa. Nó hoàn toàn do một trí tưởng tượng của nhà điêu khắc, của một cái nhà họa sĩ thôi. Vì vậy thầy mới dùng cái từ hình tượng bằng giấy là hình này không thật. Mình nói nôm na là do trí tưởng tượng chụp lại từ tượng nó không thật. Vì nó không thật thầy dạy phải đốt đi. Hoàn toàn do đặt tên đó đồng đạo à. Đắp xi măng sơn phết đặt tên mà thầy dạy đó. Rồi thế làm sao nữa, ngục A Tỳ giữa kế một bên ha, chờ những kẻ tu hành giả dối. Như vậy thì khi mà khách qua bên ngoài người ta có đặt vấn đề tại sao hình Đức Phật ông lại đốt mà hình Đức Thầy ông không đốt, thì xin thưa là điều này nó khác nhau. Hình Đức Phật là hình tượng, không phải hình thật. Hình chụp từ tượng, hình do trí tưởng tượng. Còn hình Đức Thầy là hình thật bằng giấy, cho nên chúng ta vẫn để chiêm ngưỡng. Vì vậy cho nên hình Đức Thầy, quý vị nhớ chúng tôi là phải chiêm ngưỡng nha. Có thể chúng ta họa cho dung thầy một hoặc hai cũng được, để hai bên cái ngôi Tam Bảo để chúng ta chiêm ngưỡng, chứ không phải là chúng ta thờ. Do đó cho nên để chiêm ngưỡng, để chúng ta nhìn, để nhớ thầy, mình tín đồ thầy thì phải cần làm theo lời Đức Thầy dạy. Mà Đức Thầy đã dạy rồi, tuy là hữu ảnh vô hình cho dân lòng tưởng sân trình đáo lai, dầu là Đức Thầy không là, tức là Đức Thầy đã vắng mặt rồi, Đức Thầy không còn ở đây, nhưng Đức Thầy còn để là hình ảnh. Cho nên chúng ta nếu như mình nhớ thầy, tưởng nhớ thầy thì gần như thầy có trong lòng của mình. Thầy đến với nhà mình, đến tức sân nhà mình, ở trong lòng mình để thầy là tiếp độ mình, nếu như chúng ta thực hiện đúng theo lời Ngài đã dạy. Và chính vì vấn Đức Thầy ngày xưa thì Ngài đã ngồi chụp hình, đã đứng chụp hình, Đức Thầy chủ trương, Đức Thầy có chụp hình. Nhưng mà Đức Thầy sợ sau này rồi tín đồ Đức Thầy chấp vào hình ảnh tạo nhiều quá, nó rơi vào cái cảnh là buôn kinh bán Phật. Cho nên Đức Thầy mới có họa lại một cái bức chân dung gửi cho ông Đỗ Văn Diễn đó, bằng 8 chữ rằng cấm rọi rửa thêm ra, sao chép thêm ra. Thì với một cái thủ bút 8 chữ này hiện giờ còn lưu lại trong nhà lưu niệm của kỷ vật của Đức Thầy. Khi đồng đạo nào về An Hòa Tự mà đến nhà lưu niệm đó, thì đồng đạo sẽ thấy được Đức Thầy cấm không cho rọi rửa thêm ra, sao chép thêm ra. Bởi Đức Thầy sợ chúng ta tạo quá nhiều. Cho nên theo ý tôi đó, trong nhà đồng đạo mình, quý vị nên tạo chân dung thầy ít thôi. Một tấm, một chân dung hoặc hai chân dung được rồi. Chúng ta đừng có tạo nhiều quá. Nhiều khi mình tạo nhiều quá rồi nó thiếu đi một cái sự, phải nói rõ là sạch sẽ rồi ảnh hưởng nữa ha. Bởi vì đây chúng ta nhớ thầy một tấm hoặc hai tấm được rồi. Thì đó là ý kiến riêng của chúng tôi. Và hơn thế nữa thì trên cái bàn Phật này chúng ta chỉ được để một cái lư hương, chứ không phải là chúng ta thờ nhiều lư hương được. Một lư hương nó cũng giống như là chúng ta trình bày ở cái ngôi bàn thờ ông bà như vậy. Như vậy thường thường thì ngang bàn Phật cũng có những đồng đạo khi chưa tu hoặc giả là nghe theo lời bên ngoài kêu rằng bên mấy ông thì kêu thờ ông Độ Mạng, mà bên mấy bà thì kêu thờ mẹ Quan Âm. Thì hiện nay trong đạo mình nó cũng có những trường hợp xảy ra. Quý vị biết rằng tôi nhớ có một vị nhà phó ban trị sự mà lại trên cái ngôi Tam Bảo có để hình Đức Phật, ai với Đức Phật là Quan Tham Bồ Tát đó vậy. Rồi tôi có nói vị này đồng đạo ơi, tại sao mình là phó ban trị sự, mình phải gương mẫu chứ, mà lại là ban trị sự nằm ở ngay nhà đồng đạo này. Tức đồng đạo này hiến đất, cho mượn đất là xây dựng cái ban trị sự. Và trong nhà thì ba ngôi, nhưng mà lại bàn thờ của ngôi Tam Bảo lại để cái hình mẹ Quan Âm. Vì biết đồng đạo nói, bọn đồng đạo phó ban nói tôi sao không? Nói chí tâm thông cảm. Bởi vì thím mẹ nhà hồi đó nằm trên bao á, đau dữ lắm. Cái nằm trên bao nói rằng mẹ Quan Âm về báo là phải thờ hình mẹ Quan Âm đi hết đau. Cái từ ngày để cái hình mẹ Quan Âm lên cái ngôi Tam Bảo thờ thì hết đau luôn. Thì ông nói tới đây tôi không còn nói nữa gì.
thì rõ ràng là một con người thiếu đức tin rồi, quá thiếu đức tin rồi. Khi nó đến đây rồi chúng ta không còn muốn nói gì nữa hết. Dầu rằng tư cách là phó ban trị sự, nhưng mà là cái người đại diện trong địa phương, tín bầu địa phương mà làm thế này thì phải nói rõ là tôi không chấp nhận được. Nhưng mà khi nói đến vấn đề mê tín mà đau ốm thì tôi không còn nói nữa. Bởi vì hôm nay mình phải hiểu rõ là đau ốm bệnh hoạn là hoàn toàn do nhân quả. Chứ không phải chúng ta thờ ông Phật này, thờ bà Phật kia, thờ Bồ Tát nọ mà hết đau đâu. Nếu nói vậy là chúng ta phi nhân quả rồi. Vậy tu làm chi nữa, tôi để nhiều tượng Phật trong nhà tôi thờ, tôi hết đau, hết bệnh, cậu gì được đó. Thì đây là một cái điều đi ngược. Đi ngược mà đồng đạo mình không hay, mà phải chia cái người đồng đạo bình thường thì mình không bàn. Đằng này là phó ban trị sự cái gì ạ. Nên cũng có những cái mà chúng ta phải khôi hài ra để đồng đạo chúng ta. Tôi mong rằng những cái lời tôi nói này cái vị phó ban sự này nghe được để mà sửa thôi, chứ thật ra đối mặt với nhau đã nói rồi, đồng đạo không có sửa rồi. Không sửa rồi, à, cho nên muốn nhắc như vậy thôi. Như vậy thì nếu như hôm nay nhà chúng ta có thờ, có lỡ thờ ông Độ Mạng, đối mấy ông và bà mẹ Quan Âm, đối mấy bà, thì chúng ta suy nghĩ lại. Bởi vì ngôi Tam Bảo đã có rồi. Trong cái ngôi Tam Bảo này thầy dạy chúng ta thờ 10 phương Phật, 10 phương Pháp, 10 phương Tăng. Đặc biệt ở trong đó có Đức Phật A Di Đà, có Quan Thế Âm, có Đại Thế Chí, là cái người chủ sĩ trong ngôi Tam Bảo này nè. Chúng tôi dùng cái từ là phải nói rõ là cái người chủ thể đây đó. Như vậy thì đã chúng ta có trong ngôi Tam Bảo tấm trần già này, có Quan Thế Âm, có Đại Thế Chí rồi, mà chúng ta tạo thêm một bên nữa là chúng ta làm gì nó dư ra. Rồi giờ này lại có một số đồng đạo chúng ta lại thiêu tranh của mẹ Quan Âm. À, thấy ham quá, thấy mẹ đẹp quá, thiêu tranh mẹ, là thiêu xong mà làm sao đây? Thì phải để một bên. Thì đây lại là một cái điều không nên gì. Không nên. À, cho nên thì bây giờ chúng ta lỡ thiêu thì thôi, nhưng mà cũ một chút thì đồng đạo nên đem đốt đi. Chúng ta không nên tạo một bên vậy. Còn những đồng đạo nào mà với một cái sự hoang mang, sợ đau ốm bệnh hoạn như tôi vừa kể trường hợp của phu nhân của vị phó ban trị sự mà tôi vừa kể đó, thì chúng ta phải có chánh tín. Mẹ Quan Âm không bao giờ mà phải nói rõ là làm cho chúng ta hết quả làm thành mai đâu. Hoàn toàn do cái vấn đề mà chúng ta tu tập nhân quả thôi. Cho nên hôm nay để tôn trọng Bồ Tát, Quan Tâm Bồ Tát, thì chúng ta phải đem Ngài vào trong cái ngôi thờ Tam Bảo. Chúng ta thỉnh Ngài vào đó, chứ không có gì lạ cả. Chứ không thể nào được thờ riêng. Thờ riêng là chúng ta lỗi bây giờ. Giống như chúng ta thờ mẹ sanh mẹ độ hồi nãy đó. Rồi trường hợp mà thờ Cửu Thiên Quyền Nữ, bà Phật Mẫu đó, thì đồng đạo lý nghe, nếu nhà người nào có thờ Phật Mẫu, đồng đạo cũng chúng ta cũng làm một cái lễ để chúng ta thỉnh vào ngôi Tam Bảo. Bữa nay là ngày lành tháng tốt à, mẹ Diêu Trì Kim Mẫu cho con được thỉnh mẹ vào ngôi Tam Bảo. Bởi vì mẹ là Phật, tức là một trong ba vị trí quan trọng của Phật Pháp Tăng. Hồi đó không biết nên thờ một bên vậy lỗi quá, nên thỉnh Ngài vào ngôi Tam Bảo à, và để cho hưởng cái phần hương khói, nhang đèn, bông hoa mà hàng ngày chúng con lễ bái. Thì chúng ta phải làm một cái lễ trình như vậy rồi mình thỉnh. Rồi Quan Âm Bồ Tát cũng vậy. Rồi luôn cả là ông Độ Mạng. Thì ông Độ Mạng là Phật Già Lam. Dầu rằng trước đây ông là quan Thánh, tức là Quan Đế Thánh Quân, tức là quan dân trường ở trong Tam Quốc mà chúng ta đã rành đó. Nhưng mà sau đó thì sau khi ông cắt đầu Thủ Tiết trước mặt Lữ Mông, tức là Đại Đô Đốc của Đông Ngô, trong khi ông thất trận ở cái vùng đất Năm Quận lúc bây giờ. Thì khi mà ông đã cắt đầu dâng cho Thủ Tiết để dâng cho Lữ Mông, thì lúc bây giờ ông đã hiển thánh, và sau đó thì ông tu hành và chứng đắc được quả vị là Phật Già Lam. Cho nên khi mà chúng ta vào chùa mà quý vị thấy Phật Già Lam là Quan Đế Thánh Quân đó. Còn những cái đền thờ nào thờ Quan Đế Thánh Quân, những đền thờ này theo một cái âm hưởng về văn hóa Trung Quốc trước đây, tức là trước khi mà Ngài thành Phật đó, thì Ngài là Quan Đế Thánh Quân. Còn hôm nay chúng ta có một xích tín ngưỡng về cái phần tâm linh, về Tam Bảo rồi, thì Ngài là Phật. Đã là Phật rồi chúng ta thờ chung Tam Bảo cho thờ riêng chi à, do đó thì mình cũng thỉnh vào ngôi Tam Bảo à, cho nên thì theo tôi nghĩ rằng đến đây là mình đã gọn rồi, phải không quý vị? Tức là mẹ sanh, mẹ độ, Cửu Thiên Quyền Nữ, rồi mẹ Quan Âm, rồi luôn cả là ông Độ Mạng, thì mình đã trang trí cho các ngài có nơi, có chỗ, vị trí trên rồi. Mình đâu có làm gì lỗi các ngài đâu, đúng không? Như vậy thì chúng ta phải thực hiện đúng như vậy. Thì trong ở các cái ngôi thờ à, nhất là ngôi Tam Bảo, thì chúng ta cái nào dư thì chúng ta, cái nào mà gần như ở ngoài chúng ta thỉnh vào, không có gì cả. Và cái thứ ba nữa thì bàn thông thiên. Thì bàn thông thiên phải sừng sững giữa sân à, tức là thiên tại ốc thiểm đầu. Tức là bàn thông thiên cũng có thể nói đây là bàn Phật giữa trời, giống như chùa một cột. Mà đã nói chùa một cột rồi thì phải có một cái trụ dưới đứng lên, và bàn thiên ở trên cái trụ ấy. Thì cái trụ này theo tôi nghĩ độ cao khoảng tầm 1m2 được không nào? Cỡ 1m2 thôi, cỡ ngang ngang vậy nè, để chúng ta có thể mình cắm hương nó tiện, hoặc giả là mình quét dọn bông nước nó tiện, chứ chúng ta đừng làm cao quá, bắt thêm cái ghế nữa nó dư ha. Thì tôi cũng xin nói như vậy.
Và hơn thế nữa thì nếu như nhà đồng đạo nào mà có cái sân rộng thì cũng nên để bàn thiên ngoài sân. Rồi những nhà đồng đạo ở chợ, rồi những cái quán ăn, rồi những cái nơi chật hẹp thì chúng ta không có sân thì mình vẫn để bàn thông thiên ở trong. Nhưng mà đồng đạo phải nhớ rằng phải ngay giữa nhà và phải đối diện với cái bàn Phật và bàn của Quyền Thất Tổ, bàn thông thiên. Và phải có một cái trụ đưa lên. Trừ cái trường hợp nào nhà chúng ta chật đến nỗi là chúng ta không thể nào để cái trụ được, ở trên mình treo xuống thì đây là phải nói rõ là tạm chấp nhận thôi. Bởi vì khi mà ở trên chúng ta đóng hai cây mình treo bàn thông thiên vậy đâu phải là chùa một cột nữa. Nhưng bây giờ do hoàn cảnh gia đình chật hẹp quá thì có thể chúng ta thông cảm. Còn nếu có vị trí đầy đủ điều kiện, đồng đạo nên làm một cái bàn thông thiên ha. Và trên bàn thông thiên này chỉ duy nhất có một cái lư hương thôi, thờ lư hương thôi. Bàn Phật sờ thờ làm sao thì bàn thông thiên thờ làm vậy. Và đồng đạo lưu ý rằng ba ngôi thờ của mình đó, nếu nhà mình nhà cao tầng thì chúng ta phải thờ ba ngôi thờ ở trên một vị trí cao nhất nha, tức là trên tầng cao nhất, chứ không phải chúng ta thờ tầng trệt. Mà nhà mình ba bốn tầng thờ với tầng trệt này, cái mình nói rằng ơ thờ ở trên vậy tôi đi cúng không được, cái chân nó đau đi lầu không được, thờ dưới này thì điều này không nên ha. Chúng ta phải tính toán làm sao đó mà chúng ta thờ ở trên, trên lầu cao, nó trừ sân thượng thôi. Bởi vì khi sân thượng thì chúng ta không đảm bảo được mưa gió, bởi vì sân thượng là cái nơi phải nói rõ để chúng ta tập thể dục, để chúng ta ngắm cảnh thôi, thì có thể mình thờ dưới sân thượng nhưng mà tầng cao nhất luôn cả bàn thông thiên, luôn cả là bàn Phật và luôn cả bàn của quyền. Chứ không phải là chúng ta thờ bàn Phật và bàn của quyền ở trên cái lầu 3 ấy, mà bàn thông thiên chúng ta đem giữa sân ở lầu dưới, thì mỗi lần cúng thì phải đi từ lầu 3 xuống cúng thì không nên. Theo tôi nghĩ là không nên, chúng ta nên thờ chung một cái lầu. Thì có thể bàn thông thiên chúng ta dời ra ngoài phía trước cửa nhà cũng tốt thôi. Để làm chi? Tức là làm sao mà cho bàn thông thiên và bàn Phật và bàn của quyền song song nhau vậy nè, để cái sự lễ bái chúng ta nó rất là thuận tiện và nó thể hiện một sự trân trọng vậy. Thì đó là chúng tôi cũng trình bày cách thờ ha. Như vậy thì bây giờ nói thêm nữa nó chưa đủ. Nãy giờ mình mới nói bà mẹ sanh, bà mẹ độ, rồi mẹ Quan Âm, rồi mẹ Duy Trì Kim Mẫu, rồi luôn cả là quan đế Thánh Quân, tức là Phật và Lam. Như vậy thì còn thêm nữa. Thêm nữa là gì? Bây giờ ông Địa thằng Tài, rồi ông Táo, rồi là ông Chuồng bà Chuồng đó, vân vân, rồi sao đây? Thì xin thưa rằng các vị này thì Đức Thầy cho biết rằng đây là các vị thần không rõ căn tích. Thì chúng ta mạnh dạn dẹp, mình phải có chánh kiến. Bởi vì có những đồng đạo nói rằng bây giờ nếu mà quán xá của mình buôn bán mà không thờ ông Địa thằng Tài, không có khách, thì điều này chúng ta càng sai lầm nữa rồi. Phải không quý vị? Ông Địa thằng Tài đâu có rảnh đâu mà ông đến đây, mà thật ra cũng không phải, mà cái chuyện này là đúng nữa. Hoàn toàn do cái suy tưởng của mọi con người thôi, rồi từ cái chỗ suy tưởng của mình đó, rồi bị những cái sự dị đoan mê tín nó xuyên tạc, nó thủ lợi. Cho nên thì cũng có nhiều đồng đạo chúng ta, hoặc giả những người đời người ta không hiểu, rồi người ta lại thờ mua cái tượng của là tức là ông Địa thằng Tài, rồi chúng ta lại thờ cúng với một cái niềm tin rằng đó để buôn mua may bán đất gì đó, thì xin thưa đây là một điều sai lầm. Hôm nay nếu muốn mua may bán đất thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải lợi ích một chút, bán cắt cổ mổ họng không đòi mua bán đất gì quý vị. Và thứ hai nữa thì món đồ chúng ta bán phải chất lượng, tức là hàng nào giá đó, hàng chất lượng. Tránh cái trường hợp những cái hàng mà chúng ta phải nói quá đắt thì cái gì là chúng ta sẽ mua bán đắt thôi. Mình muốn mua may bán đắt thì mình phải thật, mình phải chất lượng sản phẩm bán ra, thì như vậy vừa với cái giá thành thì mình mới đạt mua may bán đắt. Chứ không phải mà thờ ông Địa ông thằng Tài mà ông đổ mua may bán đắt đâu vậy. Điều này lại là một cái điều mà chúng ta nhầm lẫn đó. Tôi nhớ cũng cách đây có một đồng đạo điện hỏi tôi, hai mẹ con tranh luận với nhau: chú Tâm ơi, con gái tôi á, nó trọng ông Địa thằng Tài lắm, ngày nào nó cũng cúng ông Địa thằng Tài một ly cà phê sữa hết trơn. Mà đồng đạo biết rằng đất ở trên thành phố một ly cà phê sữa là 20.000 đồng, mà phải cúng nó uống đâu, nó để chừng nào ra nước hết trơn luôn, không uống. Rồi tôi phiên nó: thôi con đừng cúng vậy, thay vì bây giờ ly cà phê sữa 20.000 thì con cũng mua được 1 ký hay 1 ký gạo rồi, con cho người nghèo phước hơn. Mà cô gái này thì nhất mực không nghe lời mẹ cãi, nhưng mà rất may cô gái này cũng rất là mến, rất là thích nghe tôi thuyết giảng. Cho nên chính vì vậy người mẹ mới điện cho ý muốn cho tôi góp ý cho cô nghe. Nên tôi nhớ tôi thấy phải nói rõ là có những cái chuyện mình cảm nhận được đồng đạo mình thấy mình cũng vui. Vì vậy cho nên vấn đề này nếu nó ông Địa thằng Tài chúng ta phải mạnh dạn là phải nói dẹp thôi, phải dẹp chứ không có nói gì cả hết. Thì luôn cả ông Táo hoặc là ông Chuồng bà Chuồng vậy, vấn đề không có trong đạo giáo hảo ha. Thì đây chúng tôi nói thêm như vậy để chúng ta hiểu rõ về cách thờ. Và đến cái phần thứ hai, cái phần thứ hai của cách cúng trong cái phần thứ ba, tức là cách thờ phượng và cúng lại như thế nào này.
Như vậy thì đến cách cúng thì chúng ta lưu ý rằng bàn thờ của quyền các thầy dạy là có chi cúng nấy. Ăn chay cúng chay, ăn mặn cúng mặn, ăn gì cúng đó, thầy không chấp. Có bông cúng bông, không cúng bông thì thôi. Không có bông, không có bông thì khỏi cúng. Đức thầy không chấp điều này, tức là đức thầy dùng là bàn thờ ông bà có chi cúng nấy, nói tóm lại có cúng là được rồi. Ha, chúng ta đừng có quên ông bà mình là được rồi, bởi vì cúng là tượng trưng. Chứ không phải hôm nay chúng ta cúng ông bà cha mẹ về đây chỉnh trệ ngồi ăn với mình thì đây là một cái điều sai lầm không được. Chứ là chúng ta cúng là để tưởng nhớ thôi, tưởng nhớ sự vong sự tồn để thể hiện cái lòng hiếu đạo. Chứ không phải mình mà dâng mâm cao cổ đầy mà cha mẹ ông bà mình về ăn đây ngồi để ăn độ cho mình, không phải, xin thưa không phải đâu. Cái quan trọng là lòng của mình thôi. Thì đó là bàn thờ ông bà. Rồi tiến cao hơn nữa là về cái bàn Phật thì đức thầy dạy chúng ta cúng chỉ là nước lạnh, bông hoa và nhang thôi, chúng ta chỉ cúng ba món này thôi đồng đạo ạ. Vậy thì nước lạnh đức thầy dạy là tiêu biểu sự trong sạch, bông hoa là tiêu biểu sự tinh khiết, nhang dùng để bán mùi quế trượt, thì chúng ta không nên cúng món nào khác. Cho nên đặc biệt trong đạo Phật giáo Hoằng Hảo chúng ta là bàn Phật không cúng trái cây nghe đồng đạo. Bởi nhiều khi chúng ta đi chùa gặp ở trong chùa người ta có cúng trái cây này kia ở bàn Phật nè, rồi về mình bắt chước mình mua trái cây cúng bàn Phật nhà mình thì sai nha. Vấn đề này phải sai à. Bởi thầy dạy là tới với ta chứ đem đồ cúng chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Phật đâu có dụng thực quý vị. Chúng ta dụng thực, Phật đâu dụng thực, cho nên cái quan trọng đến với Phật là chúng Đức Phật chỉ dụng lòng thôi. À, cho nó do đó cho nên mình phải hiểu vấn đề này. Tôi cũng thấy một số đồng đạo chúng ta chắc có lẽ là không có coi tôn chỉ, cũng không có nhớ nữa. Bởi vì lỡ chùa thấy chùa có cúng mâm ngũ quả trái cây ngon quá rồi về nhà cái ngày rằm lớn cũng mua một dĩa trái cây ngon để trên bàn thờ cúng thì điều này là điều sai. Trên bàn thờ ông bà thì chúng ta cúng trái cây được, còn trên bàn thờ Phật ngôi Tam Bảo chúng ta chỉ cúng nước lạnh, bông hoa và nhang thôi. Như vậy thì bông thì cũng không cần phải là xe xua quá, chứ là có bông được thôi, chứ không phải là Phật đòi hỏi là phải cúng bông ly bông gì đó tốn tiền nhiều quá. Thì nếu như nhà mình có tiền á thì mình cúng gì cũng được, bởi nhà mình giàu ha. Còn nếu như nhà đồng đạo nghèo thì chúng ta cúng, theo tôi nghĩ là cúng bông trang được rồi. Bông trang lại nó sạch nước, nó không có hôi, hoặc giả là bông cúc gì đó. Nói chung thì chúng ta thấy gì giản tiện mình làm, bởi vì chúng ta cúng ở đây cũng tượng trưng thôi. Nhiều khi chúng ta đầu tư vô một cái lẵng hoa, các cái bông mà cúng ba ngôi như vậy đó, luôn cả để cho dung thầy, thì một ngày chúng ta tốn 500-700 ngàn mua bông cúng thì phí lắm. Thay chúng ta cúng ít một chút, ngày tốn vài chục ngàn bông thôi, tiền còn lại chúng ta làm từ thiện hay hơn. Đức Phật không cần phải mà trân trọng quá. Cái gì cũng vậy, chúng ta ở một góc độ nào tương đối, Đức Phật không có đòi hỏi mà chúng ta phải cúng nhiều bông mà ngày độ đâu. Do đó thì có cúng bông đây tôi nhắc nhở, bởi vì cũng có nhiều nhà đồng đạo chúng ta cúng bông tốn tiền lắm á. Trừ khi trường hợp lễ. Trường hợp lễ là khác nha. Trường hợp lễ, trường hợp ở các ban trị sự, các chùa Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta mạnh dạn đầu tư bông vào đây, bởi vì đây là lễ một năm có một lần hai lần à, thì điều kiện này là khác. Còn điều kiện ở tại nhà mà chúng tôi muốn chúng ta giản dị đơn giản là ở đây tại tư gia. Có thể là ngày thường chúng ta giản dị, nhưng thay giả sử như lễ 18 tháng 5, lễ 5 tháng 11 gì đó, thì những ngày Tết cũng vậy, thì chúng ta có thể là trân trọng một chút. Mình có thể là bông hoa đẹp một chút, tùy theo cái điều kiện. Thì đây là cũng nói thêm như vậy ha. Thì đấy là chúng ta thấy rõ là vấn đề bông. Và cái tiếp theo nữa là nước. Thì đồng đạo nhớ dùng tôi nước cúng một ly hoặc là ba, một chung hoặc là ba chung thôi. Chứ không phải trường hợp mà chúng ta cúng 5 chung, 7 chung, theo tôi nghĩ đây, ý riêng của tôi, theo mình đọc sách á. Bởi vì chỉ có hai con số mà chúng ta thực hiện được nhiều ở chỗ này thôi. Một là con số nhất, số 1, thứ hai là con số 3 là số tất cả. Thì có thể chúng ta cúng nước chỉ một ly nước, một chung nước hoặc ba chung nước thôi. Chứ không phải nhiều khi là chúng ta mua cái chung mà ngoài chợ bán, tôi thấy họ để 6 chung, 4 chung, 7 chung gì đó, một hàng chung vậy nè. Thì thôi, chúng ta bớt đi, ba chung được rồi. Cái quan trọng là nước ở đây thì Đức Thầy dùng cái từ nước lạnh. Đức Thầy dùng từ nước lạnh là chúng ta thấy rõ là thể hiện một cái sự hết sức là bình dân. Có nghĩa là nói gọn quý vị là nước này chúng ta uống được, là mình cúng được là mình uống được đó. Bởi vì sau khi cúng rồi mình thâu nước mình uống mà. Chứ không cần phải đòi hỏi nước thế này thế khác, yêu cầu nước lạnh, nước này chúng ta uống hàng ngày đó. Mình uống được là chúng ta cúng nước đó thôi. Đó. Và cái thứ ba là nhang. Nhang ở đây thì Thầy cũng không có chấp vấn đề nhang gì. Đức Thầy dùng cái từ là nhang là bán mùi quế trượt thôi. Vậy thì giờ có nhang đốt được rồi chúng ta đừng có đòi hỏi là nhang phải là nhang thơm, phải nhang mắc tiền hay nhang gì đó, thì theo tôi nghĩ rằng cũng là tương đối thôi chúng ta cũng hạn chế bớt thôi, tức là giản tiện thôi. Đạo chúng ta đơn giản mà, đơn giản để lấy tiền làm từ thiện cái gì. Cái quan trọng Thầy dạy đây là cúng nhang là để bán mùi quế trượt, mà cái mùi quế trượt không phải cái mùi quế trượt không gian, mà cái mùi quế trượt này là quế trượt nơi lòng của mình đó. Chứ thật ra không gian ác thế ngũ trượt này có chỗ nào mà sạch đâu. Vì vậy Thầy dạy nhang dùng để bán mùi quế trượt là khi chúng ta đến với nhang đó,
nhìn hương đăng nghi ngút lễ vọng cầu đó, thì lúc giờ lòng của mình không có còn ô uế nữa. Bán là thay đổi, thay đổi, uế trượt là ô uế, cái tà niệm, cái dục vọng nơi lòng của mình không còn cái gì. Ha, chúng ta phải nhớ điều này, mình không còn điều này. Đó, và hơn thế nữa, nước, nước là tượng trưng sự trong sạch, thì khi đến với đạo, khi đến thờ cúng, lòng chúng ta phải trong sạch. Bông tượng trưng sự tinh khiết, thì lòng chúng ta phải tinh khiết, phải trinh bạch, phải trong trắng, không có một sự ô uế trong sự thờ cúng này. Phải nói rõ là đây là Đức Thầy dùng sự đặc lý thôi, cho nên chúng ta không thể nào nó khác hơn được ha. Và cái thứ ba nữa thì đến cái bàn thông thiên thì đồng đạo cúng y như bàn Phật. Bàn Phật cúng sao thì bàn thông thiên cúng y vậy à, chứ chúng ta không có thêm bớt này. Tôi nói y vậy là được rồi ha, đồng đạo hiểu rồi, không bàn thêm nữa. Và hơn thế nữa thì bên cạnh đó thì ba ngôi thờ chúng ta có thường thường có để cái đèn. Dù rằng đây Thầy không có dạy đèn nha đồng đạo. Trong cái bài cúng, trong vấn đề ba ngôi thờ cúng thì cách cúng Thầy không để đèn. Tuy nhiên thì đèn để cho nó sáng thôi, bởi vì chúng ta cúng ban đêm mà, nhiều khi để đèn nó cũng tốt vậy. Thì đèn thì tùy nghi, có thể đồng đạo để đèn điện, nếu có điều kiện để đèn dầu cũng tốt ha. Và nếu có để đèn dầu, đồng đạo nhớ sao thờ cúng chúng ta tắt đèn nha, đừng có để qua đêm, rồi ban đêm ban hôm lỡ con chuột con mèo nó nhảy ngang rồi đổ dầu để ảnh hưởng đến quả quạng, nó không hay lắm. Do đó chúng ta hết là kỹ lưỡng. Còn nếu như có sử dụng đèn điện cũng vậy, thì nhà của mình là phải có là cò dao, tức là chống chạm, chống giật gì đó. Chứ nếu như chúng ta để đèn mà nhiều khi nhiều nhà đồng đạo chúng ta để đèn nhiều lắm, đèn màu đủ thứ hết, là luôn cả nhang điện nữa. Rồi nhiều khi là lâu ngày mới biết rằng cái gì nó cũng hư mà, nó bị bào mòn, rồi nhiều khi nó chốc cái vỏ dây điện ngoài đó, nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến những người chung quanh khi mà có phát quả. Nên thì đây là chúng tôi cũng nói thêm như vậy để chúng ta có một cái gì đó để mình hiểu hơn trong cái sự trang trí cách thờ cúng. Thì đấy là chúng tôi trình bày cái cách cúng. Và cái thứ ba nữa là chúng ta trình bày cách lại, là cách thờ cái cúng rồi giờ ta cách lại, ta lễ bái đó. Như vậy thì cách lễ bái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta lễ bái một ngày hai thời, tức là một ngày hai thời, thì hai thời này nó rơi vào hai cái khung giờ, tức là giờ Mẹo và giờ Dậu, tức là Tý Sửu Dần Mẹo. Tức là cái giờ Mẹo là cái giờ nó tầm rơi vào khoảng từ 4 tới 6 giờ sáng là giờ Mẹo. Giờ Mẹo, hoặc giả là cái giờ Dậu, tức là rơi vào cái giờ từ 5 tới 7 giờ chiều đó, thì chúng ta cũng phải cúng vào hai cái khung giờ đó nếu như mình có điều kiện. Còn những đồng đạo mà không có điều kiện do làm công việc nhiều quá thì có thể chúng ta sớm một chút, giống như ngày nào mà tôi đi thuyết giảng mà đi sớm, đồng đạo biết khi có bữa 1 giờ thì tôi cúng nữa. Cúng xong là tôi 2 giờ tôi lên đường tôi đi bởi đường xa. Rồi hoặc giả là có những ngày mà tôi thuyết giảng gì trễ, về tới nhà 9 giờ tối á, tức là về tới nhà khoảng là 22 giờ, có bữa về 23 giờ nữa thì tôi cũng cúng mà. Thì đây là do cái điều kiện tiền nghi. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng nếu có điều kiện thì chúng ta nên cúng ngày hai thời là sớm chiều bình đẳng chớ lơi đó, thường hành như vậy, nhớ là đừng sai. Hoặc giả là Đức Thầy dạy rằng sớm với chiều quán chí nguyện cầu thì sẽ được tội chương dựa kế. Như vậy thì đặt ra một câu hỏi nữa, có đồng đạo hỏi rằng bây giờ cúng 3 thời 4 thời có lỗi không? Thì xin thưa không lỗi, cúng nhiều nào tốt chừng đó. Bởi vì mỗi thời cúng nó nhắc nhở chúng ta nhớ phận sự mà làm. Thì do vậy ở đây Thầy chỉ chủ trương 2 thời, nhưng bên cạnh đó Thầy dạy là nguyện cầu gắn chí sớm trưa, cầu cho bá tánh sớm mưa tu hành nè. Vậy thì Đức Thầy dạy thế là nguyện cầu gắn chí sớm trưa, tức là sớm giờ trưa nữa. Trưa cúng được đó, mà chắc trưa cúng tốt đâu vậy, rất là tốt nếu chúng ta rảnh nè. Rồi là sớm phi bá tánh càng chuyên giác khuya nữa, cho nên thì Đức Thầy dạy sớm chiều nè, sớm trưa nè, sớm phi nè. Thì do đó thì theo tôi nghĩ rằng thời cúng thì đối với chúng ta thì phải nói rõ là mình không có hạn chế nha. Trước đây tôi có một ông cụ lão, thì ông đồng đạo này thân với tôi lắm, thì ông cúng phải nói rõ là một ngày gọi là nhiều thời lắm quý vị, gần như là cỡ 15-20 phút là ông cúng, 15-20 phút là ông cúng. Tôi nhớ có lần tôi ngủ giống một đêm đó tôi không ngủ được, tại vì lại quay em thức ông cúng xong ngồi niệm Phật, rồi ông thức gì ông cúng xong ngồi niệm Phật không ngủ đi. Đây là những cái mà tôi chứng kiến thấy đó, thì rất là cảm nể vấn đề này ha. Thì lão bá thì đạo hạnh rất là cao, do đó thì đây là chúng tôi muốn chia sẻ thôi. Vì vậy cho nên hôm nay về cái cách lại, cách cúng, cái cách mà cúng lại nè, thì đồng đạo chúng ta đừng có kẹt. Mình cúng hai thời thì mình nên ngưỡng mộ đồng đạo cúng 3 thời 4 thời. Còn mình lỡ cúng 1 thời thì mình biết mình chưa đủ rồi, mình cố gắng làm sao mà chúng ta cúng cho đủ thời, 2 thời. Và đặc biệt thì cách cúng thì hàng ngày khung giờ thì tôi đã định đoạt rồi, thì trước khi cúng thì thường thường nếu có điều kiện chúng ta nên tắm rửa sạch sẽ, và mình cũng quét dọn 3 ngôi thờ bông nước trang nghiêm rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mặc cái áo dài. Dầu rằng ở trong cuốn Tôn Chỉ Hành Đạo Thầy không nhắc gì đến áo dài đồng đạo,
Nhưng mà thầy chỉ nhắc trong cái bài cho ông Hương Bộ Thạnh đó, tức là Hương Bộ mang soi mặc áo già đó, bởi ông Hương Bộ Thạnh là sứ làm tức là huấn luyện viên, mặc áo già, thế là áo màu già, áo cái màu già màu mà chúng ta cúng đó, áo màu già đó. Còn áo tôi mặc là áo màu đen, tức là áo này áo dài khăn đóng, gọi là quốc phục. Thì vậy thì chúng ta trong thờ lễ bái mình mặc cái áo màu già để chúng ta cúng, để thể hiện một cái sự trang nghiêm. Thì dầu rằng Đức Thầy không viết trong tôn chỉ, nhưng mà trong lúc Đức Thầy chưa vắng mặt thì Đức Thầy đã hướng dẫn anh em tín đồ hãy mặc áo này cúng. Do đó thì đây cũng gọi là một cái nét văn hóa về cái thờ trang, về cái sự cúng lại của tín đồ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo chúng ta. Và đặc biệt thì khi mà mặc áo vô rồi thì chúng ta bắt đầu lên đèn ha, lên đèn xong chúng ta đốt ba cây hương. Thì đồng đạo lưu ý rằng khi đốt ba cây hương thì cũng có người cắm ba vị trí rồi trở lại cúng, thì theo tôi nghĩ là không nên vậy. Bởi vì chúng ta Đức Thầy dạy rất rõ là quỳ xuống xá ba xá, quỳ xuống chắp tay đưa lên trán nguyện, chắc là chắp hương đó, chắp hương đưa lên trán nguyện đó. Thì vì vậy cho nên mỗi cái thời cúng như vậy đó, thì theo tôi nghĩ rằng chúng ta, tức là mỗi cái bàn á, mỗi cái nơi cúng phải có hương để chúng ta cầm hương nè, xá ba xá cầm hương nè, chắp tay đưa lên trán nguyện nè. Do đó thì cho nên chúng ta cũng có thể là mình cầm hương, trừ khi trong nhà nhiều người thì cái người cúng đầu tiên thì chúng ta dâng hương hết ba ngôi cúng, rồi cái người thứ hai thứ ba chúng ta khỏi đốt hương cũng được, thì có hương có sẵn rồi thì mình chỉ đến đó nguyện cúng được rồi. Thì đây là chúng ta cũng đơn giản bớt hay đồng đạo, bởi vì hương mà đốt nhiều nó không tốt vậy nha. Trong cái hương nó độc lắm á, nhất là những hương thơm á, cái mùi thơm bây giờ đâu phải là hơi thơm của loại trầm nữa, thơm của cây nữa, mà thơm là thơm của, là phải nói rõ là tinh mùi á, cho nên chúng ta đốt nhiều quá nó cũng ngạt á, nó có một cái gần như nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người lắm, ảnh hưởng đến môi trường á. Cho đó thì mình cũng hạn chế ha, tức là chúng ta tưởng trưng được rồi. Và thì cái bàn đầu tiên, tức là bàn thờ của quyền, thì theo tôi nghĩ rằng có đồng đạo thì trước khi cúng thì kính lễ ba ngôi rồi trở lại cúng thì cũng được. Và cũng có những vị thì bắt đầu đốt hương xong thì cầm cái hương đầu tiên đứng trước bàn thờ ông bà thì xá ba xá, quỳ xuống chắp tay đinh tráng. Như vậy thì chúng ta lưu ý rằng khi mà mình cầm hương, quý vị cầm đặt cái hương ngay cái ngón tay giữa chúng ta nè, đưa lên ha, chứ không phải chúng ta cầm hương mà cầm gì. Chúng ta cầm hương phải cầm gì, tức là gì nè, cây hương ngay ngón tay giữa, không phải chúng ta cầm gì ha. Hoặc giả chúng ta cầm cây hương nó trên này hoặc là dưới này thì không nên, chúng ta cầm ngay cây hương ngay ngón tay giữa nè, cầm hương. Thì khi cầm hương chúng ta xá ba xá, quỳ xuống chắp tay đưa lên trán, thì chúng ta làm sao mà hai cái tay của mình tức là nó phải cầm cây hương, hai tay mình nó gì nè, cây hương này ngay đây ngay lên, và cái tay chúng ta nó phải ngay chặn cái trán gì nè, chứ không phải chúng ta cầm đưa đây hoặc giả là cầm đưa gì, không phải ha, phải ngay đây. Ý làm sao mà chấm ngón tay vào đây rồi chúng ta mới nguyện: cúi kính dâng hương trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Thì xong rồi thì chúng ta cắm hương. Và đồng đạo nó nhớ rằng cắm hương thì phải cắm ngay chính giữa lư hương, chứ không phải chúng ta cắm hương mà nghiêng qua ngã lợi. Cho nên thì khi mà trước khi đốt hương đó, thì khi cầm cái hương nào nó cong đó quý vị, chúng ta lưu ý mình bẻ cho ngay là ha, bẻ chỉnh cho ngay. Bởi vì hương nhiều khi quý vị thấy rằng những cái cây tâm hương đó, nó có những cây tre mà người ta làm không có được già đó, nó bị cong, thì mình chỉnh cho ngay lại và chúng ta cắm ngay chính giữa, ngay thẳng đàng hoàng. Như vậy thì cắm xong thì trở lại xá một xá và đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực, đọc tiếp: cúi đầu lại tạ tổ tông, báo ơn sanh dưỡng dày công nhọc nhằn, rài con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ siêu thân Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền cõi tu. Thì đây là cái bài cúi đầu. Thì khi đọc bài này xong thì chúng ta quỳ xuống, chúng ta lại tạ Đức Phật, lại tạ cửu quyền thất tổ bốn lại. Và đồng đạo nó nhớ rằng cái cách lại chúng ta nó có hai cách: một là lại đứng, hai là lại quỳ. Mà Đức Thầy dạy rằng lại đứng lại quỳ tùy theo sức lúc yếu mạnh. Như vậy thì khi chúng ta mạnh thì mình lại đứng, và khi chúng ta yếu thì lại quỳ. Mà thật ra ngày giờ này trong đạo mình thì đa phần tôi thấy đồng đạo chúng ta lại quỳ nhiều hơn. Có những đồng đạo rất là khỏe mạnh quý vị mà vẫn lại quỳ. Thì thôi, bây giờ theo tôi nghĩ rằng đây là cái sự hiểu quý vị rồi. Nhưng mà theo tôi á, có điều kiện lại đứng. Bởi lại đứng ngoài cái việc mà chúng ta theo là Đức Thầy dạy, thì bên cạnh đó nó cũng còn là một cái môn tập thể dục quý vị. Chúng ta khi mà lại xong rồi các hướng rồi mình thấy người khỏe lắm. Và quý vị lưu ý rằng dầu đứng hay quỳ, nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều rằng gọi là năm dốc đầu địa đó, gọi là ngũ thể đầu địa. Cái đầu mình, hai cái cùi chỏ là ba vóc và hai cái đùi gối là năm vóc. Và khi chúng ta quỳ mập xuống thì làm sao mà năm cái vóc này nè, tức là hai cái cùi chỏ và hai đùi gối nó đụng với nhau, tức là nó kề nhau đụng dưới đất, đụng dưới dán hoặc dưới gạch đó, và cái đầu chúng ta cũng đụng luôn. Tức là mình khi mình lại xuống đó quý vị cứ để
chúng ta để cái bàn tay ra hở này vậy nè, chúng ta cúi xuống thì để cái này nó đụng ở dưới, chứ không phải chúng ta lấy cái bàn tay mình đè lại ha. Ha, tức là chúng ta để như nè, mình khi mình cúi xuống á, là cái này đụng dưới, chứ không có để đè trên cái bàn tay của chúng ta. Hay mình lưu ý vấn đề này, gọi là ngũ thể đầu địa. Và khi mà chúng ta bắt đầu giả sử lại quỳ đi, lại đứng thì chúng ta không nói mình đứng dậy mình lại xuống rồi. Và khi mà lại quỳ mỗi vị mà ngóc lên thì phải thẳng lưng, chứ không phải chúng ta ngóc mà cong gì cuốt xuống à, không phải. Ngóc thẳng lưng và cái bàn chân chúng ta phải duỗi về phía sau, chứ không phải chúng ta để cái bàn chân đứng sững lên gì á thì lại vậy thì nó không được đẹp. À, tức là khi cái bàn chân phải duỗi phía sau, cái phía cái phần mông là phải sát xuống, rút, tức là rút lại tự nhiên cái phần nó sát xuống à, phần mông sát xuống à, à thì đó là chúng ta lại à, đứng hay quỳ cũng được. Và sau khi chúng ta lễ bái xong bốn lại rồi thì khi đứng lên thì mình xá củ quyền Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ba à, tức là ba xá. Và thêm một trường hợp nữa, hiện nay cũng có nhiều cái tư tưởng của đồng đạo mình lại nói rằng lại bằng thờ của quyền không niệm Phật, vì không niệm Phật xá gì giờ đây, không lẽ xá Nam Mô ông nội, Nam Mô ông ngoại, Nam Mô ông cố. Vì vậy cho nên theo tôi nghĩ rằng đây là cái tư tưởng đồng đạo mình thì thôi, mình cũng tôn trọng đồng đạo mình, đó là chuyện đồng đạo mình. Còn chuyện của mình theo lời thầy dạy thì chúng ta dầu rằng mình cúng bằng thờ của quyền nhưng đồng đạo phải niệm Phật nhé. Chúng ta vẫn niệm Phật bình thường, cái bằng Phật không có lỗi gì cả. Nếu có lỗi tôi chịu cho quý vị. Bởi vì thầy dạy là niệm Phật mà gây lấy thuyện duyên cho đẹp mặt tổ tiên nội giống. Hôm nay củ quyền thất tổ mình đang chờ mình cúng để mình niệm Phật, mà đằng này lại mình nghe đồng đạo mình cúng không niệm Phật, lỗi lắm. À, cho nên đồng đạo trong khi cúng đồng đạo vẫn niệm Phật bình thường. Khi mà xá xuống ba xá vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không có lỗi gì cả hết. Ha, đồng đạo chúng ta, đây là chúng tôi nói theo là đức thầy. Phải chi mà cái bàn thờ của quyền thầy dạy cúng, thầy nói rằng bàn thờ của quyền cúng khỏi niệm Phật thì chúng ta không cần niệm Phật. Đằng này thầy đâu có dạy khỏi niệm Phật đâu, mà do cái trình độ đồng đạo chúng ta có một số người trình độ ở một góc độ khác thì đồng đạo ấy có quyền nhìn ở góc độ khác, nhưng mà buộc những đồng đạo chúng ta phải theo cái khác là mình không theo. Thì đây cũng là một trong những cái vấn đề phải nói rõ là gần như tạo hình tướng đó. À, tức là biến tướng đạo Phật giáo hảo chúng ta. Thì đối với bàn thờ của quyền thì tuyệt đối chúng ta vẫn niệm Phật bình thường, chứ không nên nghe đồng đạo mình nó không niệm Phật. Và giờ tôi hỏi quý vị, không niệm Phật chúng ta xá niệm gì đây? Ở trên xá xuống lẽ niệm gì, Nam Mô ba tôi, Nam Mô mẹ tôi hay sao? Không được. Hay chúng ta phải niệm Phật. Và sau khi chúng ta cúng bàn thờ ông bà xong rồi thì đến cây hương thứ hai chúng ta cúng bàn Phật thì cũng y vậy, chúng ta xá xuống ba xá và chúng ta quỳ xuống chắp tay đưa lên trán thì chúng ta bắt đầu nguyện cái bài quy y Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần. À, Nam Mô Thập Phương Phật, Nam Mô Thập Phương Pháp, Nam Mô Thập Phương Tăng, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh, nay con nguyện cái hối ăn năn làm lành lánh dữ, quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Thì đây là cái bài quy. Nhưng đồng đạo nhớ khi nguyện quý vị phải nguyện là Nam Mô Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nha. Chứ không phải nghe tôi nói ba lần đạo cũng đọc theo ba lần như không được. Đức thầy hướng dẫn ba lần mà chúng ta phải nguyện ba lần vậy đó mới tới Nam Mô Thập Phương Phật. Thì như vậy thì đây là bài nguyện quy y, thì bài nguyện này quan trọng lắm. Cho nên hôm nay thời gian không có nhiều cho nên chúng tôi không có giải nghĩa các cái bài nguyện. Chứ thật ra các chuyên đề trước cũng có giải nghĩa cái bài nguyện rất rõ. Nhất là cái chuyên đề mà tôi trình bày giả từ bổn đạo ít lời đó, gìn câu nguyện giá cho lời nghĩa thầy đó, thì tôi đã giải thích rất là rõ vấn đề cái bài nguyện. Còn ở đây thì thời gian không có, nó rất là có hạn, chúng ta không thể nào có thời gian để trình bày cái lý giải thêm cái ý nghĩa các bài nguyện. Thì đồng đạo có cần thì nghe các chuyên đề khác nha. Thì như vậy thì khi nguyện cái bài quy xong thì chúng ta cũng đứng lên và chúng ta cũng cắm hương ở ngôi Tam Bảo. Bàn Phật ở bàn thờ của quyền nãy chúng ta cắm hương rồi, khi dâng hương chúng ta cắm hương hai tay nha, tức là để thể hiện cái sự trân trọng, cắm hương hai tay đàng hoàng ngay giữa. Còn khi mà đến cái bàn Phật nó cao rồi, có thể chúng ta một tay cầm thang, một tay mình vịnh cái cột, thì chúng ta có thể là chúng ta cắm một tay cũng được, là do cái điều kiện. Còn nếu như bàn bàn thờ Tam Bảo mà thấp đó thì có thể cúng được, cắm hương được hai tay, có vị trí thì chúng ta cũng nên trân trọng cắm hai tay, hay là cái vấn đề cắm hương. Và sau khi cắm hương xong thì đức thầy giả ở đây nó có hai chỗ, cắm hương xong lại cũng được, hoặc là đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực đọc tiếp cái bài tức là cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Có nghĩa rằng khi mà cúng xong, khi cắm hương xong cũng có đồng đạo lại luôn, nhưng mà lại xong rồi phải đứng thẳng lưng đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện lại nữa nghe, là tám lại đó. Nhưng mà đa phần vấn đề này đồng đạo chúng ta không thực hiện, gần như là cái này rất ít, hiếm thôi. Còn đa phần cộng đồng chúng ta thực hiện vấn đề là khi mà cắm hương xong của bàn Phật thì bắt đầu đứng ngay thẳng đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện,
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Là tới nam mô nhất nguyện cầu, nhị nguyện cầu, tam nguyện cầu, tứ nguyện cầu, ngũ nguyện cầu. Thì đồng đạo thuộc lòng hết rồi. Thì đây là chúng ta đọc cái bài Tây phương ngũ nguyện. Thì đây là cái bài này là gọi bài cúng này gọi là cái bài cầu tha lực, bởi chúng ta nguyện Đức Phật A Di Đà trước đó rồi. Còn cái bài quy y là cái bài tự lực. Cho nên hai cái bài cúng của chúng ta là một cái bài thiền, một cái bài tĩnh đồng đạo. Đây là gọi là thiền tĩnh song tu á, rất rõ. Như vậy thì khi mà chúng ta đọc xong ngũ nguyện cầu rồi thì lúc bây giờ chúng ta cũng lại bốn lại. Mà đồng đạo nhớ khi mà chúng ta chắp tay á, mình chắp hình cái bông sen búp cái gì? Chắp chúng ta chắp tay hình cái bông sen búp cái gì ha. Chứ không phải là chắp gì nha. Vì lưu ý ha, chắp gì không đúng, chúng ta chắp gì nè. Cho nó thể hiện cho nó hết sức là nhìn nó trân trọng bông sen búp ha, khi chắp tay cũng vậy đó. Khi chắp tay chúng ta chắp xuống ha, chắp. Khi xá hương cũng vậy thì mình nhớ đồng đạo xá là chúng ta xá cây hương ngang ngang vậy thôi. Chứ không phải chúng ta mà xá xuống gì cái hương lúc dưới sai nha. Tức là xá cái phần thanh thôi, tức là xá sao ngang mặt chúng ta, xá chậm thôi. Đồng đạo xá rất là chậm, từ từ, chứ không phải chúng ta xá xá liên liên gì, niệm Phật đâu có kịp. Có nghĩa là khi mà chúng ta xá phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta xá sao cho nó vừa thôi. Bởi vì cái động tác thì xin thưa quý vị rằng chúng ta làm thì đừng có nhanh quá. Khi có nhiều đồng đạo chúng tôi thấy xá bổ lia chứ không biết có niệm Phật kịp không đó. Chắc niệm không kịp đâu quý vị, xá gì niệm kịp đâu. Ha. Như vậy thì nó có khác ở cái bàn Phật và bàn thờ của quyền. Khi mà chúng ta lại xong bốn lại thì đứng lên thì bàn thờ của quyền thì chúng ta xá ba xá thẳng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn bàn Phật chúng ta xá ba xá nhưng khác hơn là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Trí Bồ Tát, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát. À, có nghĩa là chúng ta nó khác hơn nhưng mà đồng đạo nhớ là chúng ta gần như mình vừa thôi, vừa Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Trí Bồ Tát, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, chúng ta tức là hơi nghiêng bên thôi chứ không phải là Nam Mô A Di Đà Phật chúng ta qua tới gì à, hoặc là qua gì thì nó không hay ha. Hoặc giả là chúng ta bổ gì, có gì đạo chúng ta tôi thấy gì nè à, trên xá xuống cái bổ gì nữa gì thì không, nó mất đi cái sự tôn trọng ha, nó không có đẹp. Và điều đó thì gần như Phật chứ không kịp á, thí dụ như vậy. Cho nên chúng ta xá Nam Mô A Di Đà Phật, xá nào ra xá đó, tức là từ trên xuống Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Trí Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, chứ không phải mà xá trên xuống ở dưới này chúng ta cuốc gì à, thì không được hay không gì ha. Thì đây chúng tôi cũng nói một cách hết sức là rõ ràng thôi, bởi vì chúng tôi thấy rồi, có gì đạo trên xá xuống cái một đây cái ở dưới cuốc không à. Thì chúng ta phải xá nào xá đấy, từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới và từ trên xuống dưới ha, thể hiện thì đó là ba xá. Thì cúng xong bàn Phật xong thì ra bàn thông thiên, thì Đức Thầy dạy ra bàn thông thiên, lấy bàn thông thiên làm hướng chánh, trước mặt sau lưng và hai bên vai. Như vậy thì tưởng tượng như trước mặt của tôi đây là bàn thông thiên hướng chánh nè. Thì khi ra đây chúng ta cũng bắt đầu, chúng ta cũng xá ba xá, quỳ xuống chắp tay lên trán nguyện cái bài quy hồi nãy, tức là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Khi nguyện bài quy xong thì chúng ta đứng lên và mình cắm hương ngay thẳng ngay giữa bàn thông thiên, xong rồi chúng ta đứng thẳng lưng đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Bởi thầy dạy rằng ra bàn thông thiên đó à, chúng ta là tức là hướng chánh bàn thông thiên có đọc nguyện bài quy y, tức là có đọc thêm bài quy y ha, có đọc nguyện bài quy y là có đọc thêm bài quy y, còn ba hướng kia chưa đọc bài Tây Phương Ngũ Nguyện, tức là không có đọc, không đọc bài quy y, nhưng mà nó vẫn có cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện đồng đạo, tức là cái bàn hướng chánh bàn thông thiên là thêm bài quy y, còn ba hướng kia là không thêm. Cho nên thầy mới dạy là ba hướng kia chỉ đọc bài Tây Phương Ngũ Nguyện, không có bài quy y. Cái này đồng đạo chúng ta cũng nhầm đó, nhầm vấn đề Đức Thầy dùng từ đó. Như vậy thì khi chúng ta đọc bài quy xong ở hướng chánh rồi thì mình lại bốn lại cũng xá giống như ở trong bàn Phật hồi nãy, bởi vì bàn thông thiên của người tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo là bàn Phật giữa trời. Cách cúng, cách lại nó cũng giống hệt như trong bàn Phật thôi, là bàn Phật giữa trời thôi. Và đây là hướng chánh bàn thông thiên, xong hướng chánh rồi Đức Thầy dạy trước mặt sau lưng hai bên vai. Thì đồng đạo nhớ rằng cái cách cúng của chúng ta phải đi theo cái hướng ngược kim đồng hồ nghe, tức là từ phải sang trái. Thì hướng chính đây chúng ta mới quay hướng thứ hai. Đây là hướng sau lưng bàn thông thiên, hướng thứ nhì nè. Thì chúng ta hướng này mình chỉ chắp tay xá ba xá xong chắp tay vào ngực và chúng ta đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện à, xong chúng ta lại bốn lại. Rồi chúng ta mới đi ngược kim đồng hồ sang hướng thứ ba, tức là hai bên vai. Thì hướng thứ ba chúng ta cũng là kính lễ xá ba xá. Xá xong rồi chúng ta đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực, đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Đọc xong rồi chúng ta lại bốn lại và xá ba xá à, Đức Phật và hai vị Bồ Tát hai bên. Và hướng cuối cùng là hướng thứ tư, chúng ta xem qua đây thì chúng ta cũng y hướng thứ ba hồi nãy, hướng thứ nhì nãy thì mình cũng xá ba xá và chắp tay vào ngực đọc bài Tây Phương Ngũ Nguyện, sau đó chúng ta lại bốn lại, xong rồi mình xá ba xá à, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Trí Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và khi hướng cuối cùng này trở hướng chánh để làm lễ tắc thì chúng ta nên trở về cái góc gọn gì 90 độ thôi à, chứ không phải bây giờ cũng có nhiều đồng đạo giờ làm xong cái cúng quay gì nữa gì. Thì theo tôi nghĩ không có sai,
ý đồng đạo cũng đi tròn vòng, nhưng mà chúng ta nhớ ngày xưa Đức Thầy rầy, khi Đức Thầy ở Tổ Đình, Đức Thầy dạy mấy ông kia cúng vậy đó, tức là khi hướng thứ tư xong rồi đi vào vòng vậy nè, thì Thầy nói mấy ông đi vòng giống hát bội vậy thôi, mấy ông trở lại gọn là thôi, tức là gì nè, trở lại gì thôi, góc 90 độ thay vì đi vòng 360 độ, tức là 270 độ, ha, trở lại góc gọn 90 độ thôi. Vì vậy cho nên trong đạo chúng ta giống như các lớp căn bản giáo lý thì chúng tôi cũng hướng dẫn rất rõ ràng, khi hướng thứ tư chúng ta trở hướng chánh thôi, chứ không còn cần phải đi giáp vòng như vậy. À, thì đó là chúng ta thực hiện xong. Và khi trở hướng chánh này chúng ta xá ba xá để làm lễ tắc. Và xá xong rồi thì chúng ta đi vào bên trong. Thì mình cũng làm lễ củ quyền ba xá, à, làm lễ ngôi tam bảo ba xá, và chúng ta kính dung thầy hai xá. À, thì đó là xong. Và sau khi xong rồi có thể chúng ta ngồi niệm Phật 15-20 phút gì đó, mà thầy dạy là cúng xong muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thắng lưng niệm Mô A Di Đà Phật, hay cái niệm bài, cái niệm cái bài Tây Phương 37 chữ. À, thì đây là chúng ta xong về cái cách, à, cách cúng. Và hơn thế nữa thì có đồng đạo hỏi tôi rằng, à, nhờ tôi trình bày lại cái chuyên đề thờ vượng lễ bái và hướng dẫn dùm coi tại sao mà cúng nó không có được nhất tâm, tức là cúng cái tư tưởng nó không có đồng nhất, giống như nó bị tạp tạp niệm đó. Thì xin thưa quý vị rằng đây cũng là vấn đề nan giải trong đạo chúng ta. Mà trong cái phần chánh niệm thầy dạy khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc dạng toàn dân, cho nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy có. Cho nên hôm nay chúng tôi trình bày cái đời thờ phượng lễ bái này là theo cái lời Đức Thầy dạy trong chánh niệm. Vậy Đức Thầy sợ chúng ta trong sự lễ bái làm bướng làm càng không đúng theo một cái công thức, theo một giáo trình thầy dạy. Cho nên chính vì vậy cho nên chúng ta phải thực hiện cho đúng, là mình có chánh niệm luôn đó. Kính thưa đồng đạo, khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi mà phải làm tròn các việc dạng toàn dân, cho nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy có, xin nhắc lại như vậy. Hoặc là câu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi, phải không? Hoặc là thứ bảy chánh niệm, vậy thì khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm. Cho nên đồng đạo rất là quan tâm vấn đề này, vì vậy cho nên đồng đạo thấy mình nguyện không thành tâm hỏi tôi coi có cách nào để nhắc nhở để cho đồng đạo thành tâm. Như vậy thì muốn đạt ở chỗ cầu nguyện thành tâm đó, thì theo tôi nghĩ đó, cái thứ nhất chúng ta phải niệm trong tâm. Khi mà mới bước vào đạo sơ cơ thì mình có thể nguyện ra tiếng, là do mình chưa học thuộc lòng cái bài cúng. Thấy vậy bài cúng cũng khó học lắm nha quý vị. Nhưng mà khi trải thời gian vài tháng vài năm rồi mình thuộc lòng rồi, thì chúng ta niệm trong tâm. Để đúng là Đức Thầy dạy là lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm. Thì theo tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta nguyện trong tâm như vậy, nó giúp cho chúng ta thành kính hơn. Gần như là khi niệm trong tâm là gần như là cái tâm mình lúc nào cũng để trong cầu nguyện chứ, mình không có móng khởi bên ngoài. Và hơn thế nữa, làm sao quý vị đến thờ cúng, cái thứ hai nữa muốn nói đây để được thành tâm đó, thì khi đến thờ cúng này làm ơn chúng ta bỏ hết muôn duyên, cái chuyện yêu, chuyện thương, chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét thì chúng ta bỏ hết ra ngoài. Đến thờ cúng là dứt phát không còn nhớ cái chuyện ngạn qua kiên nọ, chuyện giận, chuyện thương, chuyện ghét nữa. Chứ nếu như chúng ta vào thờ cúng mình cứ nhớ chuyện đó hoài, sao mà thành tâm được, phải không quý vị? Mà điều này không phải là dễ. Cho nên đến thờ cúng rồi đồng đạo chỉ nhớ Phật thôi, chỉ nhớ thầy thôi, à, chỉ nhớ tam bảo, nhớ của quyền thôi, chúng ta không có còn nhớ đến những cái việc ở bên ngoài nữa, thì đương nhiên chúng ta thành tâm. Và cái thứ ba muốn đạt được điều này thì hàng ngày đồng đạo chuyên tâm niệm Phật. Nếu đồng đạo nào mà hàng ngày niệm Phật nhiều hoặc niệm chánh pháp nhiều thì tôi tin chắc rằng đồng đạo cũng rất thành tâm. Điều này tôi đã có trải nghiệm rồi. Còn nếu như hàng ngày chúng ta không niệm Phật mà chúng ta nghĩ tới danh, tới lợi, tới tình, tới chuyện làm ăn không, mà tới vô giờ cúng biểu thành tâm, không có đâu ra, không thành tâm được. Bởi hàng ngày cái tâm chúng ta nó đã quân tập những cái vấn đề phiền não trong cuộc đời này rồi. Những vấn đề trong công việc làm ăn, hơn thua, đấu đá với nhau, danh lợi với nhau, phiền não với nhau. Thì đương nhiên đến giờ cúng những cái hồi ức đó nó sống lại và nó giúp cho chúng ta tâm toán loạn, không thành tâm. Vì vậy cho nên cái thời cúng nó rất là quan trọng, nó đi đôi với khả năng hành đạo của mình. Nếu cái người nào có niệm Phật, người nào mà có tâm tốt, không phiền não, ít phiền não, thì cái người đó cúng rất thành tâm. Còn người nào còn quá nhiều phiền não, còn quá nhiều danh lợi thì người đó tôi bảo đảm quý vị không bao giờ thành tâm. Kính thưa đồng đạo, không có thành tâm được. Cho nên muốn nhắc lại đồng đạo hỏi tôi câu này đó, thì giờ này đồng đạo muốn cúng thành tâm, tâm không tán loạn, thì yếu tố thứ nhất đồng đạo phải dẹp bỏ hết danh lợi tình. Hàng ngày đồng đạo phải học kinh sách Đức Thầy, hàng ngày đồng đạo phải niệm Phật thật nhiều, tâm đồng đạo phải vắng lặng, phải trong sạch, phải thanh tịnh, không có phiền não. Thì tôi tin chắc rằng khi vào giờ cúng đồng đạo sẽ rất là thành tâm, không bao giờ tán loạn, không giờ chúng ta tán loạn. Thì đây là kinh nghiệm mà chúng tôi đã kinh qua rồi, thì cũng xin chia sẻ một số ý như vậy. Và cũng nhận thấy là nãy giờ cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi, quá dài rồi, thì chúng tôi cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình hôm nay, trình bày cách thờ phượng lễ bái của tín đồ tại gia.
Thì cũng mong rằng trong cái sự chia sẻ, nếu có gì còn thiếu sót, chắc có thể là nhiều thứ thiếu sót, bởi vì cái đề này nó dài lắm, thì trên hơn một giờ đồng hồ thì theo tôi nghĩ không đủ thời gian. Thì tuy nhiên cũng gói gọn lại, có gì thiếu sót gì cũng bỏ qua giùm và bổ khuyết thêm giùm. Và cũng hết sức là cảm ơn các cái đồng đạo đã hỏi và nhờ tôi trình bày lại đề này, cho nên là tôi mới có cái điều kiện để trình bày cùng quý vị trong cái buổi gặp gỡ hôm nay. Thì cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thì cuối cùng thì cũng kính chúc cho tất cả đồng đạo cố gắng thành kính lễ bái tinh chiên hàng ngày trong sự lễ lại hàng ngày, để chúng ta có được một cái bồ đề tâm vững chắc, và sự cúng lại thì chúng ta sẽ đốt lên được cái đèn đạo tâm sáng được soi đường, và mình thực hiện đúng theo chánh tín, cúng lại đúng theo đạo Phật giáo hòa hảo, cho chúng ta không có thể nào rơi vào cái chỗ dị đoan mê tín. Và nếu như có rơi vào chỗ dị đoan mê tín, cúng kiến nhiều cái thờ phượng nhiều ngôi nữa, thì chúng ta nên xét lại đó là những cái nó không đúng theo tôn chỉ. Cho nên thì mong rằng đối với người tín đồ đạo Phật giáo hòa hảo chúng ta, thì đồng đạo phải cố gắng thực hiện đúng theo lời thầy dạy, là chúng ta thờ ba ngôi, hoặc giả thờ một ngôi, hoặc giả là chúng ta không có điều kiện không thờ cũng được, nhưng mà cúng thì Đức Thầy không chế chúng ta phải cúng xuyên suốt. Dầu rằng không cúng được tại nhà thì chúng ta đi ở trong ruộng đồng, mình cũng ngó về hướng Tây, chứ là khi đi làm ruộng xa nhà thì ngó về hướng Tây để chúng ta cúng. Hoặc giả là có đi đâu thì chúng ta cũng tưởng niệm trong tâm để chúng ta thực hiện hai thờ cúng. Bởi vì hai thờ cúng là hai yếu tố cần thiết nhất trong cái đời tu của người tại gia cư sĩ. Thì mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta thực hiện tốt vấn đề này trong quá trình tu hành. Thì cuối cùng chúng tôi cũng xin cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta thực hiện được lời Đức Thầy, nhất là chúng ta thực hiện được cái lời mình nguyện hứa đúng với câu mà Thầy dạy, đó là tu thật tâm thì được thánh thơi, tu giả dối thì lao thì lý. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.